chương 221, nhà. Hắn tiến lên mấy bước, lấy từ trong động nhỏ một cái chù y to cỡ bàn tay. Chù y bị hắn bóp mạnh vỡ một góc, còn ở một động nhỏ khác là một thiết đao loan lỗ, đương nhiên không ít trong động nhỏ thì là một ít cốt khí bị phong hóa, xem căn phòng, gần như đều là một ít vật phẩm hư hỏng, dù có một số thoạt trong không tệ nhưng sau khi cầm lấy thì giống như cái chù y, vừa đụng liền vỡ, dường như chỉ cần dùng thêm chút sức là sẽ hoàn toàn vỡ ra, thôi, trước đó hổ tử đã nói rồi, giờ nhìn thì đúng là như vậy. Tô Minh lắc đầu cười khổ, thu lại tầm mắt, tùy tiện cầm cái chùi y ban đầu bị bóc nát một góc, cất vào túi trữ vật xong không thèm để ý nữa, đi sâu vào động tiến tới mật thất tầng thứ hai, có kinh nghiệm tầng thứ nhất rồi, sau khi vào tầng hai, Tô Minh không ôm hy vọng gì. Nhưng khoảnh khắc hắn bước vào tầng thứ hai, tim đột nhiên đập nhanh, chỗ tầm mắt trông thấy, giữa không trung tầng hai bền bồng vô số ngọc thạch ngọc thạch tỏa ánh sáng nhu hòa chiếu rọi mật thất, thậm chí có một ít ngọc thạch ánh sáng đủ màu, liếc mắt nhìn liền có cảm giác không tầm thường, trừ phi thiên tà nói công pháp thần thông thiên hàng tông là sự thật. Tô Minh ngẩn ra, những ngọc thạch ngũ quan thập sắc thoạt trong không giống là giả, dù màu sắc đúng là giả nhưng Tô Minh cảm nhận rõ ràng uy áp và cảm giác linh động tỏa ra từ từng cái ngọc thạch, hắn hít thở dồn dập, tiến lên vài bước nhìn kỹ, tay phải nâng lên chộp lấy một cái, đặt trong lòng bàn tay tập trung nhìn. Hắn thoáng chốc có cảm giác bị ngọc thạch hút đi ý thức, trong não tự nhiên hiện ra một hàng chữ và ảo ảnh, nhưng chưa đợi hắn chú ý thì hàng chữ và ảo ảnh trong đầu lập tức ảm đạm, hoàn toàn biến mất. Tô Minh nhíu mày, lại thử mấy lần, nhưng mỗi lần đều như thế. Mắt hắn chợt lóe, bỏ xuống cái này lấy thử ngọc thạch khác, nhưng kết quả vẫn giống vậy, là vì tu vi của ta không đủ ư? Tô Minh thì thào, có chút không cam lòng liên tục lấy xuống 10 khối ngọc thạch, tập trung quan sát từng cái. Tuy nhiên, tình hình không khá hơn, nó chợt lóe trong đầu rồi biến mất ngay, thậm chí một ngọc thạch uy áp bình thường thì sau khi Tô Minh nhìn cũng có biến hóa như thế. Dần dần, sắc mặt hắn trở nên khó coi, Tô Minh trầm mặt dây lát, hít sâu, đè xuống thất vọng trào dân, cuối cùng nhìn hết tất cả ngọc thạch trong mật thất, xác định mọi thứ đều là giả thì cười khổ lắc đầu, đi hướng sâu trong mật thất, chỗ thông lên tầng thứ ba, nếu bản đồ tầng thứ ba cũng là giả thì... Tô Minh miếm môi đi tới mật thất tầng thứ ba. Mật thất tầng thứ ba rất đơn giản, phạm vi nhỏ nhất, xung quanh có mấy cái giá bằng đá. Trên mặt đất trồng chất thẻ tre làm bằng gỗ, còn có một ít da thú cuộn cùng một chỗ. Tô Minh đứng tại đây, bỗng biến căng thẳng. Hắn mong mọi nơi này thật sự có bản đồ đất nam thần, nhưng lại lo lắng khi nhìn thấy rồi sẽ không tìm thấy Tây Minh trong đó. Loại cảm giác phức tạp này không phải lần đầu tiên xuất hiện, năm đó dưới núi An Đông, từ An Đông Bộ Lạc mượn bản đồ thì hắn cũng căng thẳng giống vậy, im lặng dây lát, Tô Minh thở ra hơi dài, không nhìn đám thẻ tre gỗ mà từ trong rất nhiều gia thú lấy ra một tấm, chậm rãi mở ra tập trung nhìn, không phải, gia thú viết một ít phù văn Tô Minh chưa từng gặp, hắn nhìn một lát thì bỏ lại chỗ cũ, lấy cái thứ hai, không phải, không phải, Tô Minh lấy từng tấm gia thú mở ra, nhưng mỗi lần đều không phải là bản đồ. Mãi đến khi trước mặt hắn chỉ còn lại ba tấm gia thú, hắn hít thở càng gấp hơn trong ba tấm này có tấm thứ hai lộ ra một góc lộ nét vẽ như là vùng đất tô minh chần chờ một lát cắn chặt răng cầm lấy tấm da thú này hắn có cảm giác mãnh liệt da thú trong tay chắc chắn vẽ thứ hắn khao khát thấy bản đồ đối với hắn mà nói bái nhập thiên hàng tông cũng tốt bái thiên tà làm sư tôn cũng vậy những điều này không quan trọng quan trọng là mục đích hắn đến thiên hàng tông là vì lấy đến bản đồ trở về tây minh cho nên khi thiên tà nói nhận tô minh làm đệ tử đề xuất ra nhiều chỗ tốt có một điều là ông có được một tấm bản đồ nam thần bản đồ còn toàn diện hơn cả thiên hàng tông cho nên tô minh động tâm hắn không thèm để ý có vào thiên hàng tông hay không hắn để ý chỉ có bản đồ vậy nên tô minh mới đồng ý nhận thiên tà làm sư tôn giờ phút này khi hắn ở mật thất tầng thứ nhất tầng thứ hai liên tục thất vọng khi hắn cầm lấy gia thú này thì căng thẳng đến cực độ tay phải hắn run rẩy chậm rãi, đem da thú mở ra từng chút một ngay trước mặt. Khoảnh khắc da thú hoàn toàn mở ra, giây phút mắt Tô Minh nhìn hướng da thú thì người hắn rung lên, não như có tiếng sấm xẹt qua, bên tai ù ù. Khoảnh khắc này, hắn quên hết tất cả, quên mình ở trong mật thất, quên mình ở núi thứ chín thiên hàng tông, quên mình ở đất nam thần. Hắn tập trung tất cả vào đôi mắt, hóa thành ánh mắt dung nhập vào tấm da thú trong tay. Đây là tấm da thú rách nát, dù tơi tả nhưng bên trong vẻ địa đồ khá là hoàn chỉnh. Từ gia thú toát ra hơi thở xa xưa tan thương, khiến người chạm vào và cảm nhận năm tháng trên tấm gia thú. Vật này không phải thiên tà làm ra mà là thứ rất lâu, rất lâu trước kia đã tồn tại, mặt trên có năm khối đại lục, nhìn tấm bản đồ trước mắt, tô minh chậm rãi ngồi trên mặt đất. Trong mắt hắn lộ ra mê mang và hồi ức, biểu tình đau thương, tay phải nhẹ sờ lên bản đồ, hắn nhìn nam thần trên bản đồ, mặt trên có tây minh, nhà tô minh thì thào hốc mắt hắn chẳng biết khi nào thì động nước giọt lệ thuận theo khóe mắt chảy xuống nhỏ trên mảnh vải thấm ướt áo năm đại lục trên bản đồ chia làm bốn phương đông nam tây bắc chính giữa là khối đại lục thứ năm ở đó vẽ một cái đỉnh nam thần ở phía nam tây minh ở phía tây nhưng giữa hai đại lục tồn tại một khe rảnh không thể nào vượt qua nước mắt thấm vào áo có một ít rơi trên da thú tô minh cúi đầu không nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng thở dài thì ra, ngươi là vì vật đó mới nhận ta làm sư tôn. Chương 222, cái gì là tạo hóa? Tô Minh ngơ ngác nhìn bản đồ gia thú trước mắt. Bản đồ nhuộm đẫm màu của năm tháng, chỗ gốc đã bị hư hỏng nhiều, hoặc trông không biết đã trôi qua bao nhiêu năm. Giữa Nam Thần và Tây Minh có khe rảnh không thể vượt qua, đó là làng ranh đen. Làng ranh này không phải tồn tại ở giữa Nam Thần và Tây Minh, mỗi hai khối đại lục đều có làng ranh đen như vậy tấm bản đồ này là sau khi mang thần đời thứ hai qua đời bị người dựa theo ký ức vẽ lại trước mang thần thứ hai thì đất mang tộc là một khối đại lục vô cùng khổng lồ hiếm có người đi đến cuối sau lưng tô minh vang lên thanh âm tang thương của thiên tà sau khi mang thần thứ hai chết đất mang tộc tách ra trở thành sáu khối đại lục lấy đại ngu làm trung tâm vị trí vẽ đỉnh chính giữa chính là chỗ đại ngu vương triều dùng đỉnh thay thế là vì đỉnh này chính là tộc khí của mang tộc ta giọng thiên tà có chút trầm đại hoang đỉnh khoảnh khắc ba chữ thốt ra từ miệng thiên tà thân thể tô minh chấn động ý thức hắn mạnh tỉnh lại bên tai quanh quẩn chỉ có ba chữ đại hoang đỉnh hoang đỉnh lòng tô minh dấy lên sóng cồn ở trong mắt thiên tà lại nghĩ rằng sau khi tô minh nghe thấy đại ngu thì chấn động ông không biết giờ phút này trong đầu tô minh nhớ lại từng hình ảnh tiến vào không gian mảnh đá đen đeo trên cổ luyện đang dược cần hoang đỉnh hoang đỉnh này và hoang đỉnh mà thiên tà nói có gì liên quan không? Tô Minh biểu tình mê mang, làng ranh đen giữa năm đại lục mà ngươi thấy là huyền băng huyết, do sau khi mang thần chết quán khí biến thành. Quán khí này nghe đồn là năm đó bị tiên tộc sử dụng cùng với vu tộc bố trí trận pháp cực kỳ tàn nhẫn, khiến năm khối đại lục mang tộc ta không thể hoàn chỉnh, giữa nhau rất khó liên thông, giọng thiên tà quanh quẩn trong mật thất, thật lâu không tán đi. Vi sư không biết lý do ngươi cần tấm bản đồ này, cũng không biết trong năm khối đại lục mục tiêu của ngươi ở chỗ nào. Nhưng ngươi là đồ nhi của thiên tà ta, ta phải cho ngươi biết, hãy cố gắng tăng cao tu vi đi. Tu vi là căn bản tất cả, ngươi muốn ra nam thần, trước không nói đến đại lục khác, chỉ bằng thế giới ngoài bình chướng thiên lam, đối với ngươi đã là không cách nào vượt qua. Trước tiên hãy để mình có thể đi ra bình chướng, sau đó lại nghĩ cách tới chỗ ngươi mong muốn. Tất cả điều này cần có tu vi mạnh mẽ làm chỗ dựa tu vi không đủ thì đừng nghĩ đến chuyện gì hết, nghĩ cũng vô dụng, trừ thêm sầu não ra chỉ khiến tâm ngươi không tỉnh. Nếu không tâm tỉnh thì hồn sẽ pha tạp, bên ngoài thì văn tán khó mà tinh tiếng. Tu vi, hãy đề cao tu vi của ngươi, thiên tà nhẹ giọng nói, nâng lên tay phải, vỗ vai tô minh ngồi khoanh chân ở đó, người có chuyện xưa không chỉ một mình ngươi. Đại sư huynh ngươi cũng có chuyện của hắn, nhị sư huynh ngươi cũng vậy. Thiên tà thốt ra từng chữ một, như có chút cảm thán, tu vi cỡ nào mới có thể đi ra bình chướng thiên lam, đi ra đất nam thần Tô Minh im lặng dây lát, nhìn bản đồ gia thú trước mắt, nhỏ giọng nói Không đạt đến tế cốt cảnh thì đừng nghĩ tới đi ra bình chướng thiên lam Dù là người tế cốt cảnh muốn ra ngoài bình chướng cũng phải cực kỳ cẩn thận, hơi vô ý là sẽ chết ngay Giữa mang tộc ta và vô tộc chính là huyết cừu Nếu ngươi có thể đạt đến mang hồn cảnh thì có thể tùy ý ra vào bình chướng nhưng cũng phải cẩn thận. Tuy nhiên, chỉ cần không gặp mấy đại vu của vu tộc, không đi mấy chỗ nguy hiểm thì vẫn có thể không chết. Thiên Tà im lặng chốc lát, từ từ nói, nói vậy là chỉ cần ta đạt đến mang hồn cảnh thì có tư cách đi ra nam thần. Tô Minh thì thào, cũng chỉ là tư cách mà thôi. Mang hồn cảnh chính là cảnh giới hoàng mỹ tu hành thứ nhất của mang tộc ta, sau mang hồn chắc chắn còn có cảnh giới khác. Đáng tiếc, cảnh giới càng cao là cái gì? làm sao đạt được gần như đã không còn ai biết đến thiên tà khẽ thở dài vì sao tô minh ngẩng đầu nhìn thiên tà bởi vì mang thần đời thứ tư đã rất lâu rồi không xuất hiện chỉ có mang thần đời thứ tư xuất hiện cảm nhận ý chí ba mang thần đời trước được mang thần truyền thừa mới cảm nhận cảnh giới càng cao sáng lập mang tượng cảnh giới sau mang hồn để tất cả người mang tộc ta đạt đến cảnh giới mang hồn có cảm ứng tô minh nhìn thiên tà lát sau chậm rãi nói trên đường ta tới đây ở một góc bình chướng thiên lam gặp một người đàn ông họ bạch người này thần tướng tế cốt hắn có nhắc tới ngươi nói ngươi từng đi tới nam thần đi đại ngu không biết việc này là thật hay giả thiên tà im lặng biểu tình phức tạp ngẩng đầu nhìn hướng khác chỗ mật thất đó là không gian trống rỗng không biết ông đang nhìn cái gì trong mắt thiên tà dần có hồi ức ta không biết ta trông thấy có phải là đại ngu không việc này đợi tu vi của ngươi biến mạnh rồi đợi ngươi sắp rời đi thì ta lại nói cho ngươi nghe. Thiên tà nhắm mắt lại, thanh âm càng thêm tan thương. Ta quen một người, tu vi của người đó chưa tới khai trần, không ở tại đại ngu mà trên đại lục khác. Nhưng người đó có đi ra ngoài nhiều lần, trong đó có một lần, chắc là đi đại ngu vương triều. Tô Minh cúi đầu nói, thiên tà nghe nói vậy thì đôi mắt khép bỗng mở, trong mắt tia sáng chợt lóe rồi lập tức biến mất, khoảnh khắc ánh sáng lấp lóe trong mắt, áp lực cường đại bỗng toát ra. Quy áp tan quá nhanh nên thật dễ dàng khiến người tưởng là ảo giác, Tô Minh chấn động tinh thần. Khoảnh khắc kia, hắn cảm nhận rõ khí huyết của mình như đông lại, thậm chí cửu phong này dường như rung rinh một cái, không đến khai trần, từ đại lục khác đi đại ngu, việc này, không thể nào. Thiên tà chậm rãi nói, không thể nào sao, có lẽ đi. Tô Minh nhắm mắt, phủ lên mê mang trong con ngươi, càng hiểu nhiều thì hắn càng thấy từng hình ảnh ô sơn trong ký ức của mình có rất nhiều điều lạ đặc biệt là hai người Bạch Linh, Bắc Lăng mình trông thấy trên hàm sơn xích không thể phân rõ là thật hay giả, còn có A Công xuất hiện dường như muốn nói chuyện gì với mình, đều khiến hắn mê mang và do dự với những gì đã thấy, có một tấm màn che đậy ô sơn, che đậy sự việc mình ở trong hố đen kia. Có lẽ khi mình có thực lực xốc lên màn che thì sẽ phải hiện một điều bí ẩn vòng quanh bên mình. Cô Minh thầm nghĩ, hắn chỉ có thể nghĩ như vậy mới khiến mình không mê mang lạc mất bản thân, sẽ không nghi ngờ tương lai hoặc quá khứ, sinh ra sợ hãi tan vỡ tâm thần, làm sao để tu vi của mình nhanh chóng tăng cao. Tô Minh mở mắt ra, nhìn thiên tà đứng một bên, vấn đề này năm đó sư huynh ngươi đã hỏi ta, ta đáp là tĩnh tâm, hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định quanh năm bế quan. Thiên tà nhìn chầm chầm Tô Minh, từng chữ bật thốt ra, lại nói tiếp, năm đó nhị sư huynh ngươi cũng từng hỏi ta, ta đáp vẫn là tĩnh tâm hắn lựa chọn khác với đại sư huynh ngươi hắn chọn trồng trọt hoa cỏ còn về tam sư huynh ngươi là tên vô tư hắn không hỏi ta vấn đề này nhưng cả ngày uống rượu trong say mộng đi tìm tâm thuộc về hắn còn về ngươi đáp án của ta trước sau như một vẫn là tĩnh tâm thiên tà mỉm cười nâng lên tay phải chỉ hướng đằng trước mang khí mật thất tầng thứ nhất chắc khiến ngươi thất vọng rồi ngươi xem thấy chúng nó là vật vô dụng rách nát vứt đi như ngươi uống rượu trong hồ lô ngươi cảm giác đó là nước, mà cảm giác của ta lại là rượu, cùng một đạo lý, trong mắt ta, thứ trong mật thất tầng thứ nhất là vi sư thu thập cả đời, chúng nó ở trong lòng ta là pháp khí trân quý nhất, còn có tất cả công pháp thần thông thiên hàng tông trong mật thất tầng thứ hai, chắc là cũng khiến ngươi thất vọng, không nhìn thấy bên trong. Thiên tài nửa cười nửa không nhìn Tô Minh, Tô Minh im lặng không lên tiếng, ngươi vẫn không chân chính hiểu được mang tộc ta tu là cái gì một chữ tạo nghĩa là không bị trói buộc, tất cả theo mình sáng tạo ra. Những cái gọi là công pháp thần thông cũng chỉ là người đi trước sáng tạo ra mà thôi. Thiên hàng tông mười vạn mang tu, cường giả như mây, nhưng những người đó chính là tạo sao? Họ có hiểu ý nghĩa chữ tạo không? Đồ nhi của thiên tà ta không có công pháp, không có thần thông, có, chỉ là sau khi ngươi tìm ra cách tĩnh tâm, hiểu ra tạo hóa trong thiên địa. Trên mặt thiên tà toát ra ánh sáng kỳ lạ trong ánh sáng này, dáng vẻ của ông tràn đầy cố chấp. Sự cố chấp đó trong mắt Tô Minh có chứa một chút điên cuồng. Tạo hóa, tạo hóa, hai chữ này thế nhân đều khát vọng, đều đang tìm kiếm, nhưng tạo hóa chân chính là cái gì? Đây là một vấn đề ta hỏi ngươi, hãy suy nghĩ, ngộ, tìm ra đáp án, sau đó đến nói cho ta, thiên tà lại quay về bộ dạng cao thâm khó đoán, sờ râu, làm bộ làm tịch cao nhân tiền bối chậm rãi nói, ta có thể mang đi bản đồ này không? Tô Minh đứng dậy, trân trọng xếp lại gia thú trước mặt, làm đệ tử của ta, mỗi tầng ngươi có thể lấy đi một vật. Thiên tà mỉm cười, Tô Minh bỏ gia thú vào ngực, nhìn thiên tà, hít sâu, chắp tay cúi đầu, đệ tử Tô Minh bái kiến sư tôn, thiên tà cười to, phất tay áo, lập tức có gió rít cào bao lấy Tô Minh bay ra ngoài động, mấy sư huynh của người tính tình kỳ quái, ngươi hãy tiếp xúc nhiều hơn, đi tìm cách để ngươi tĩnh tâm đi, ta tin tưởng ngươi có thể tìm ra. Chương 223, thói quen kỳ quái của Tam sư huynh. Đỉnh Cửu Phong, Tô Minh một mình đứng đó. Từ sau khi bị tống ra khỏi mật thất, nơi này chỉ còn một mình hắn, chẳng biết Thiên tà đi đâu mất, Cửu Phong Thiên Hàng Tông, nhà sao? Tô Minh nhìn chân trời một mảnh trắng xóa, cảm giác quen thuộc và xa lạ hòa lẫn, hiện ra tại đáy lòng hắn, quen thuộc là gió tuyết, xa lạ là mảnh đất này, bông tuyết bay quanh người hắn. Nhìn tuyết, Tô Minh cúi đầu, theo bậc thang mọc đầy thảm thực vật đi xuống dưới, nếu đã tới đây thì phải trước tiên tìm một động phủ cư ngụ. Tô Minh vừa đi vừa quan sát. Đập vào tầm mắt đều là thực vật có thể sinh trưởng trong băng tuyết, rậm rạp một mảnh bao phủ đa số đất tuyết, nhị sư huynh rất chăm chỉ, hắn tin tưởng mình có thể làm càng tốt hơn. Bên tai bất giác quanh quẩn lời của Tam sư huynh hổ tử, Tô Minh đi thật lâu sau, dần hiểu hơn về câu nói này, mãi đến khi đêm khuya buông xuống, trời đất dần tối đen. Tô Minh ở sườn núi tìm đến một chỗ hiếm hoi không có thảm thực vật. Chỗ đó cách bậc thang hơi xa, có một khối đá to nhô ra hình thành bình đài không lớn. Đứng trên bình đài, gió rét nước nở thổi bên tai, Tô Minh nâng lên tay phải, giữa trán chợt lóe ánh sáng xanh, kiếm nhỏ màu xanh trực tiếp bay ra vòng quanh hắn vài vòng sau đó bay thẳng tới vách đá, tiếng bùng bùng vang vọng, bị kiếm nhỏ đào xới dần hình thành một động phủ đơn sơ. Nơi này băng thạch rất cứng, chỉ đào một động phủ đơn giản đã khiến Tô Minh mất nhiều công sức. Khi trăng treo cao trên bầu trời thì động phủ đã đào xong, Tô Minh thu lại kiếm nhỏ. Nhìn động phủ trước mắt đơn giản đến không có cả cánh cửa, hắn lắc đầu nhất chân bước vào, động phủ này chỉ có một gian phòng. Tô Minh đi đến tận cùng, mắt quét bốn phía, vách tường động phủ toát khí lạnh khiến trong động cũng một mảnh lạnh băng, ngồi xếp bằng. Tô Minh từ trong ngực lấy ra bản đồ gia thú, cúi đầu nhìn nửa ngày, khẽ thở dài. Tu Vi, Sư Tôn nói không sai. Muốn đi ra Nam Thần, tất cả đều phải dựa vào Tu Vi mạnh mẽ, tìm ra cách để mình tĩnh tâm, hiểu ra ý nghĩa thực sự của hai chữ tạo hóa. Tô Minh cất đi gia thú, ngồi đó mặc lộ suy tư, thời gian chậm rãi trôi qua, buổi tối thứ nhất Tô Minh ở tại cửu phong Thiên Hàng Tông, tại động phủ đơn sơ có gió lạnh bên ngoài làm bạn, suy nghĩ lời nói của Thiên Tà, chậm rãi qua hơn phân nữa. Thiên hàng tông buổi tối trừ tiếng gió ra thì hoàn toàn yên tĩnh. Đặc biệt là cửu phong này quá ít người ở, càng yên tĩnh hơn, ánh trăng nhu hòa rắc xuống, trong băng tuyết nổi lên cảm giác lạnh lẽo, lúc trời sắp sáng thì Tô Minh tỉnh lại khỏi nhập định. Hắn cau mày, có chút không hiểu tĩnh tâm rốt cuộc là cái gì, là tâm bình tĩnh lại ư, nhưng mình cảm thấy bản thân đã làm được điều này, bình tĩnh rồi. Nhưng làm vậy thì giúp ích được gì cho tu vi chứ? Sư Tôn nói về triệt ngộ lại đại biểu cái gì? Tô Minh suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn thấy mơ hồ ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng bên ngoài động phủ, hắn đứng dậy đi ra, trời đất xa lạ, núi xa lạ. Tô Minh vừa đi ra liền có luồng gió lạnh đập vào mặt, mang theo bông tuyết rơi trên khuôn mặt. Tuyết lạnh lẽo nhưng hắn không chút để ý, bầu trời dần sáng, bóng tối xung quanh hơi tán đi, có thể thấy đại khái đường nét. Tô Minh tùy ý đi về phía trước, đạp tuyết động dưới chân phát ra tiếng sột soạt, theo bước chân vang lên thanh âm có tiết tấu, chậm rãi khiến tinh thần Tô Minh thả lỏng nhiều tĩnh tâm, chẳng lẽ chính là tu tâm? Dường như Tô Minh đã hiểu ra một chút, không biết qua bao lâu, Tô Minh đang đi thì bỗng ngừng bước chân, đôi mắt chợt biến sắc bén nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn vẽ mắt quái lại nhìn đằng trước, trước mắt hắn có một bóng người ngồi sổn sau tảng đá to, cầm bình rượu trong tay, vừa uống vừa cẩn thận thò đầu ra ngoài tảng đá, nhìn xung quanh, vị trí của Tô Minh chỉ có thể thấy bóng lưng người đó, không thấy được đằng sau tảng đá người này cẩn thận quan sát cái gì tam sư huynh. Tô Minh vẻ mặt càng thêm quái, hắn có chút khó hiểu gã đàn ông tự xưng là hổ gia gia này ngồi đó làm gì, suyệt. Hiển nhiên tam sư huynh nhận ra Tô Minh, ngoái đầu vội đặt ngón trỏ bên miệng, nháy mắt ý bảo hắn đừng phát ra tiếng, vẫy tay với hắn, Tô Minh chần chờ một lát, cẩn thận từng bước tiến lên. Hắn nhìn tam sư huynh tự xưng hổ gia gia cẩn trọng như vậy, biểu tình thậm chí có khẩn trương thì trong lòng không khỏi tăng cảnh giác, không người chậm rãi tới gần thấy bộ dạng của Tô Minh, cả đàn ông trên mặt lộ vẻ khen ngợi. Khi Tô Minh tới gần thì gã túng tay hắn kéo tới cạnh mình, nhỏ giọng nói, đừng nói gì hết, đợi lát nữa dù ngươi nhìn thấy gì đều đừng lớn tiếng, nếu không sẽ ra chuyện lớn. Tam Sư Huynh rất nghiêm túc mở miệng, Tô Minh đi tới cửu phong này, trên đường đi là Tam Sư Huynh dẫn dắt, gã đàn ông thoạt nhìn đầu óc đơn giản này chưa từng lộ ra biểu tình như vậy. Tô Minh nhìn thấy vậy cũng khó tránh sửng sốt, càng thêm nghiêm túc, hắn gật đầu ưm đợi lát nữa ta thò đầu nhìn thì ngươi có thể cùng xem nhớ đó tuyệt đối đừng kêu lớn tiếng tam sư huynh chép miệng vừa dặn dò tô minh vừa uống hớp rượu chậm rãi ngẩng đầu thuận theo mép đá núi nhìn ra ngoài tô minh cũng ngẩng đầu tầm mắt thuận theo mép đá nhìn ra ngoài nhìn một cái biểu tình hắn biến quá dị đằng sau tảng đá là một mảnh đất trống đầy thảm thực vật nhưng chẳng có chút bóng người rất yên tĩnh đến tam sư huynh nâng cao tinh thần vội nói, gã vừa thốt ra thì Tô Minh lập tức thấy phương xa một bóng người như u linh nhanh chóng bay tới, thân hình ấy tốc độ rất nhanh, mơ hồ bất định đi tới chỗ trồng đầy thảm thực vật thì tạm dừng, xem hình dạng chính là nhị sư huynh, y vẻ mặt cảnh giác liếc xung quanh xong cúi đầu nhìn thảm thực vật dưới chân, ngồi xổm xuống lấy một phần, lại vội vã nhìn tứ phía, phiêu phiêu bay đi, Tô Minh ngây ra, hắn thật sự không biết hình ảnh này có gì phải xem đặc biệt là gã đàn ông tên hổ tử bộ dạng cẩn thận nghiêm trọng càng khiến Tô Minh có cảm giác hoang đường. Mãi đến khi nhị sư huynh đi, gã đàn ông tên hổ tử mới bình tĩnh lại, dựa vào vách đá nhếch môi cười, nhìn Tô Minh, thế nào, đã thú vị ha, Tô Minh câm nín nhìn tam sư huynh, hắn không biết nên nói cái gì, ta nói cho ngươi, tiểu sư đệ, trên cửu phong này, ngươi biết ai thông minh nhất không? Tam sư huynh vẽ mặt đắc ý cầm bình rượu uống hớp lớn, còn ở lên, Tô Minh im lặng lắc đầu hắn cảm thấy mình không nên tới đây hoặc là mình không nên đi ra khỏi động phủ không biết cũng đúng hôm nay ngươi vừa mới vào núi ta cho ngươi biết bàn về tu vi thì ta đánh không lại nhị sư huynh cũng đánh không lại đại sư huynh lão già thì càng đừng nhắc tới nhưng nói về thông minh thì trên núi này còn ai hơn ta không có tam sư huynh biểu tình càng đắc ý tô minh vẫn không lên tiếng hắn nhìn gã đàn ông trước mắt không biết đối phương lấy đâu ra đáp án như vậy kinh ngạc chưa ta nói cho ngươi hổ gia gia ta thông minh nhất là bởi vì ta thích suy nghĩ tam sư huynh đắc ý nhỏ giọng nói ta chẳng những thích suy nghĩ mà còn khoái quan sát đừng nói là cửu phong chúng ta mấy ngọn núi khác cũng đều là mục tiêu quan sát của hổ gia gia ta suy nghĩ ta quan sát cho nên ta ngày càng thông minh lúc nãy người vừa thấy là nhị sư huynh đúng không nhưng ta cho ngươi biết, ngươi thấy là nhị sư huynh nhưng cũng không phải là nhị sư huynh. Hừ hừ, nhị sư huynh ngày nào cũng lại nhảy nói mỗi ngày ban đêm có người trộn đi hoa cỏ của hắn, từng có lần nghi ngờ là ta làm, nhưng ta không nói cho hắn biết, mỗi lần ta đều trông thấy ban đêm chính hắn đi trộn hoa cỏ của mình. Tam sư huynh càng thêm đắc ý nói với Tô Minh, Tô Minh có chút nhức đầu. Hắn xoa trán, định đứng dậy rời đi, nhị sư huynh trồng riết rồi ngu ra, hắn ban đêm và hắn ban ngày không phải một người người nói coi hắn có mệt hay không ban ngày trồng trọt ban đêm đi trộm ngày thường thì bản thân đi kiếm chính mình nhưng ta không nói cho hắn biết tam sư huynh nhết môi cười cầm lấy bình rượu lại uống một hớp lớn nhìn tam sư huynh tô minh cười khổ hắn rốt cuộc biết sở thích kỳ lạ của tam sư huynh là gì sở thích kỳ lạ không phải uống rượu mà là thích quan sát và suy nghĩ rượu hơi lạnh rồi ở chỗ này lâu quá ngay cả rượu đều khó uống. Tam sư huynh lầm bầm vài câu, đứng dậy quét mắt tô minh, tiểu sư đệ, hôm nay hổ sư huynh ngươi vui vẻ, dẫn ngươi đi gặp đại sư huynh một lần đi. Đại sư huynh cũng là kẻ quái đảng. người nói hắn ngu biết chừng nào, lúc nào cũng bế quan, y hệt con rùa, không biết mệt hay sao, theo ta thì sinh hoạt nên giống như ta, nhiều suy nghĩ, nhiều quan sát, nhiều uống rượu, nhiều nằm mơ nhưng có lần lão già mượn rượu của ta từng buộc miệng nói dường như đại sư huynh không giống chúng ta. Hắn rất may mắn, năm đó là người thứ nhất đi theo lão già, nghe nói được đến công pháp chân chính, nghe đồn là công pháp bí ẩn nhất trong thiên hàng tông. Tam sư huynh biểu môi, mắt say lờ đờ lãm nhảm, tô minh vốn định rời đi, khi nghe lời này thì chấn động tinh thần. Mắt hắn toát ra tia sáng, từ lời nói của tam sư huynh dường như hắn chọc được thứ gì, bước chân nâng lên tạm ngừng, hắn cúi đầu, Nhìn Tam sư huynh vẻ mặt say xỉn ngây ngô cười nhìn mình, dần dần hắn có chút không rõ người trước mắt là thật say hay là cố ý nói cho mình biết cái gì, có đi không? Không đi thì ta tự đi. Tam sư huynh chớp mắt, ngáp một cái, chương 224, triệt ngộ. Đi. Tô Minh gật đầu, Tam sư huynh hưng phấn cầm hồ lô, ngẩng đầu nhìn sắc trời, miệng lầm bầm vài câu Tô Minh nghe không rõ, xuề tay bấm đốt như đang tính toán cái gì, lát sau cả cười ngây ngô bảo được rồi ngươi may lắm đó hôm nay có thể thấy đại sư huynh đi thôi theo sát ta tam sư huynh nói nhoáng người lên thẳng tới phương xa tô minh im lặng không ra tiếng theo sau nhìn bóng lưng tam sư huynh người này dần dần khiến hắn thấy khó hiểu hai người một trước một sau chạy nhanh trong núi khi bầu trời hừng đông không lâu sau đi tới một chỗ đá núi tàn phá tan hoang ở đó tô minh thấy một cái động thấp bé bị một khối đá to che hơn phân nửa khiến dù là ban ngày cũng sẽ không có nhiều ánh nắng chiếu vào đại sư huynh bế quan ở đây tô minh chần chờ một lát mở miệng hỏi đại sư huynh sao có thể hưởng thụ sinh hoạt như vậy được đây là động phủ của hổ sư huynh ngươi thế nào trông rất khí phái hả ngươi trước tiên chờ ta lấy chút rượu tam sư huynh nói cuối người tiến vào trong động thấp bé tô minh đứng bên ngoài ngay ra đối với suy đoán lúc trước bắt đầu có dao động, rất nhanh, tam sư huynh đi ra. Bình rượu trong tay lắc lư vài giọt vẫy ra ngoài, xem liền biết đã bị rót đầy. Cầm hồ lô lớn, mặt gã lộ hưng phấn, đi thôi, chúng ta phải bắt kịp thời gian, nếu không thì trễ mất. Nói rồi tam sư huynh nhanh chóng đi lên, tô minh chần chờ một lát, theo sát phía sau. Hai người đi thẳng tới dưới núi, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Cả đàn ông tên là hổ tử dẫn tô minh tới dưới chân núi, quẹo trái quẹo phải đi tới một vết nứt. Vừa bước vào tô minh lập tức cảm giác khí lạnh ập đến, hắn nhìn tam sư huynh hành động hiển nhiên rất quen thuộc nơi đây. Đi trong khe hở nửa ngày, dần xâm nhập vào chỗ sâu trong. Trong lúc đi rõ ràng thấy nhiều chỗ không còn đường, như đã đến tận cùng, nhưng hổ tử chuyển một vòng thì lại xuất hiện con đường mới, vòng tới vòng lui trong băng tầng, coi như là tô minh cũng có cảm giác chóng mặt. Tam Sư Huynh ở phía trước bỗng dừng bước chân, dẫn Tô Minh đi tới một lòng chảo không lớn. Dương mắt nhìn, lòng chảo trước mắt là một cái hang không lớn, bên dưới tối đen tỏa ra từng đợt giá rét thấu xương. Xung quanh có vô số băng trùy chỉ xuống toát ra lạnh băng. Tới rồi, Đại Sư Huynh ở bên dưới, nhưng bên dưới quá sâu chúng ta không đi vào, đứng đây nhìn là được rồi. Tam Sư Huynh ngoái đầu nhìn Tô Minh, chỉ lòng chảo trước mặt, Tô Minh tiến lên mấy bước, nhìn bên dưới lòng chảo lấy tu vi và thị lực của hắn, nhìn không tới tận cùng lòng chảo. Tam sư huynh bỏ hồ lô xuống, đứng cạnh hắn, nâng lên tay phải bấm đốt năm ngón tay như đang tính thời gian. Còn có 15 phút, tiểu sư đệ chờ chút, chưa đợi gã nói hết câu thì đột nhiên trong lòng chảo phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Tiếng gầm ầm ầm chấn băng tầng ngoài lòng chảo rung động kịch liệt, tô minh biến sắc mặt. Hắn cảm nhận rõ ràng cảm giác nóng cháy vốn không nên tồn tại trong động băng này bỗng bùng phát. Hắn vội lùi ra sau vài bước. Cảm giác nóng cháy ùa tới. Chỉ thấy khí nóng từ dưới lòng chảo dâng lên, khí nóng cho người cảm giác cháy rực, thậm chí thân thể đều bị nướng khô. Nhưng quái lạ là lòng chảo và băng tầng xung quanh chỉ chậm rãi hòa tan một chút. Hình ảnh rõ ràng không hợp với lẽ thường xuất hiện trước mặt Tô Minh khiến hắn chấn động tinh thần, hít sâu, má nó, đại sư Huynh lần này sao tự dưng thổ nạp sớm hơn. Đại sư Huynh, hổ tử đến đây, còn mang theo tiểu sư đệ lão già mới thu ngươi nể mặt tiểu sư đệ lần này phải giúp ta chưng rượu chút đi chứ ta nói cho ngươi đại sư huynh nếu lần này ngươi còn đun rượu hồ lô của ta nóng nứt ra để ta mất mặt với tiểu sư đệ thì sau này ta sẽ không đến gặp ngươi nữa đâu tam sư huynh nói rồi vội ném hồ lô hướng lòng chảo hồ lô bị không khí nóng phát ra từ lòng chảo nâng lên không rơi xuống mà bình bồng giữa không trung có tiếng kép kép truyền đến hồ lô lập tức nứt có một ít rượu chảy ra từ khe nước rơi xuống lòng chảo. Đại sư huynh hổ tử phát ra tiếng hét thảm, biến sắc mặt, từ trong lòng chảo phát ra tiếng hư lạnh. Chỉ thấy bề mặt nhiều vết nước trên hồ lô lập tức có tầng băng phủ lên, khiến rượu bên trong không chảy ra nữa. Cùng lúc đó, luồng khí nóng đánh mở nắp bình, mùi rượu nồng đậm tràn ngập bốn phía, khiến người nghe chỉ ngửi thôi thì đã cảm thấy người ấm áp. Ngoài hồ lô trùng băng giá, trong hồ lô là rượu sôi sục hóa thành hương rượu tán mất phân nữa. Đủ rồi đủ rồi, đại sư huynh, được rồi. Hổ tử biến sắc mặt rất nhanh, mới dây trước còn thê thảm dây sau lập tức mặt mày hớn hở. Lão Tam, sau này có thể đừng như vậy được không? Mỗi lần ngươi đi rồi ta đều phải đổi trận pháp đường đi bên ngoài, nhưng ngươi luôn có thể xâm nhập vào. Hồ lô bị băng bao trùng chợt bay hướng hổ tử, rơi trước mặt gã. Cùng lúc đó, trong lòng chảo truyền ra thanh âm bất đắc dĩ. Thanh âm rất ôn hòa, nhưng rơi vào tai Tô Minh thì cảm giác đầu tiên là lạnh lẽo, sau đó lạnh hóa thành ấm áp tràn ngập trong ngoài cơ thể hắn. Ta thật không dễ dàng tu luyện ra bổn mệnh khí dùng để đun rượu thì chỉ có mình ngươi tưởng tượng được. Ai, ngươi nhớ đưa nửa bình cho sư phụ, nếu không thì lần sau ta sẽ không đun cho ngươi nữa. Thanh âm kia lộ ra bất đắc dĩ, khiến Tô Minh đều cảm thấy tam sư huynh này có chút quá đáng. Đại sư huynh yên tâm, ta chắc chắn sẽ đưa nửa bình cho lão già, hì hì. Hổ tử vẽ mặt hưng phấn vội cầm lấy hồ lô, ngửi mùi rượu, vẽ mặt say mê, lão tứ, ngươi mới lên núi, đáng tiếc sư huynh không thể xuất quan, phải đợi vài năm nữa mới được. Như vậy đi, vật này tặng ngươi để hộ thân. Thanh âm ôn hòa lại truyền ra, ngay sau đó, một khối băng lam bay ra khỏi lòng chảo thẳng đến chỗ tô minh, bền bồng trước mặt tô minh, trong băng màu lam đóng băng một ngọn lửa lam lộ ra cảm giác yêu dị, cảm ơn đại sư huynh. Tô Minh vội chắp tay cúi đầu, cất đi băng lam, vật này vừa thấy liền biết không bình thường. Đại sư Huynh nhanh đi tu luyện, ta tính xong rồi, qua 43 ngày nữa là lúc bổn mệnh khí của ngươi thổ nạp, đến lúc đó ta lại đến kiếm ngươi. Vậy chúng ta không quấy rầy, đại sư Huynh, cố lên. Hổ tử cầm hồ lô kéo Tô Minh lùi vài bước, sau đó rống hướng lòng chảo, trong lòng chảo tỏa khí thể cực nóng rõ ràng hơi tạm dừng, sau đó là tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên. Ngươi đừng cứ ham mê uống rượu, hãy nhớ lời năm đó sư Tôn nói với ngươi. Dù say rượu là ngươi tìm ra cách nhập môn tĩnh tâm nhưng đó chỉ là quá trình, quan trọng là mộng sau khi say. Thanh âm ôn hòa vang vọng, biết biết, chúng ta đi trước đây. Hổ Tử vội vàng muốn đi nhưng Tô Minh dừng bước, nhìn hướng khí nóng trực tỏa ra trong lòng chảo, "Đại sư huynh, ngươi tu hành là công pháp gì? Có phải thật sự tại mật thất tầng 2 của sư phụ nhìn thấy thuật pháp thần thông trong ngọc thạch?" lòng chảo tĩnh lặng chốc lát sau vang lên thanh âm ôn hòa, ta trông thấy, các ngươi không thấy được. Bởi vì lòng ta khát vọng nhất chính là công pháp, giọng của đại sư huynh vang vọng, trong lòng tô minh hỗn loạn. Mãi đến khi hắn bị hổ tử kéo ra khỏi chỗ đại sư huynh bế quan, tới chân núi cửu phong thì đầu óc rối loạn, hắn không biết mình làm cách nào rời đi, tinh thần chấn động chia tay với tam sư huynh trở về động phủ của mình. Trên bình đài, hắn khoanh chân ngồi nhìn chân trời nhưng đôi mắt nhìn thấy đã không còn quan trọng tinh thần hắn không cách nào bình tĩnh đại sư huynh bởi vì khát vọng được đến công pháp cho nên khi vào tầng thứ hai trông thấy ngọc thạch thật sự tồn tại hắn được đến công pháp mình muốn bế quan tu tâm để mình từ từ biến mạnh hơn mà mình bởi vì để ý nhất là bản đồ cho nên mang khí tầng thứ nhất công pháp tầng thứ hai thậm chí điển tịch đều là hư ảo chỉ có bản đồ là mình thấy được đại sư huynh dùng bế quan tu tâm hiểu ra hai chữ tạo hóa. Có lẽ công pháp của hắn chỉ là một phần, sáng tạo mới phù hợp ý nghĩa chữ tạo hóa, không biết nhị sư huynh được đến cái gì trong mật thất của sư phụ. Hắn chọn trồng trọc hoa cỏ, bởi vì tự gieo trồng cho nên đại biểu sáng tạo. Sáng tạo sinh mệnh, dùng cách này để tu tâm, triệt ngộ, còn về tam sư huynh, say rồi đi vào giấc ngủ, say là quá trình, ngủ là mơ, mới là bắt đầu tu tâm, nằm mơ cũng là tạo mộng, tô minh đã hiểu ra thân thể hắn chấn động bây giờ đôi mắt thấy chân trời thì thiên địa như ban đầu mặt trời treo cao ánh nắng có loại cảm giác rung động khó tả chiếu rọi mặt đất gió thổi cũng không nhanh nó thổi sợi tóc tô minh dưới ánh nắng như tơ vương tô minh chậm rãi quay đầu nhìn đỉnh núi dưới ánh nắng như có thể trông thấy ở đó đứng một thân hình già nua thân hình đó nhìn mặt trời mọc phương xa quần áo phấp phới sư phụ tô minh thì thào trở thành đồ nhi của thiên tà tử ta, có một ngày ngươi sẽ biết, thiên hàng tông chẳng đáng là gì. Trong đầu Tô Minh trồi lên lời ngày đó thiên tà tử đã nói, Tô Minh khép mắt lại, chìm đắm vào loại cảm giác triệt ngộ này. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, Tô Minh ngồi tại đó, mặt trời mọc mặt trời lặn, gió rét tuyết bay, không động đậy. Chương 225, Người đến trong gió tuyết. Trong trạng thái khiến Tô Minh thấy xa lạ này, hắn quên thời gian trôi qua hắn nhắm mắt, cả người như không có linh hồn, dường như linh hồn hắn đã rời khỏi thân xác, dung nhập vào thiên địa, trong thế giới của hắn không có trời đất chỉ có hỗn độn. Sương khói lượng lờ khiến hắn thấy không rõ nhưng lòng rất bình tĩnh, ngay cả tiếng tim đập cũng chậm lại, bông tuyết rơi trên tóc hắn, trên quần áo, từ từ biến nhiều, nhìn từ xa trong tô minh như là người tuyết, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, nhiều lần mặt trời mọc lại lặng, ánh nắng và ánh trăng giao nhau rơi trên người tô minh, tỏa ánh sáng khác lạ. thân thể hắn vẫn không động đậy trên đỉnh cửu phong. tô minh không hay biết mấy ngày trước khi hắn tiến vào trạng thái nhập định trông thấy bóng người đến nay vẫn không rời đi. thiên tài đứng trên đỉnh núi, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm tô minh ngồi xếp bằng. cùng hắn đi qua mấy ngày nay và sẽ còn tiếp tục như thế mãi đến khi tô minh tỉnh lại. ông làm sư tôn của hắn sẽ rời đi. bởi vì ông biết tình trạng trước mắt đối với đệ tử của mình là quá trình lột xác cực kỳ quan trọng trong đời đây là một lần ngộ đạo mỗi một đệ tử của thiên tà ta sau khi vào núi rồi sẽ ở thời gian khác nhau xuất hiện lần đầu tiên ngộ đạo thiên tà nhìn tô minh phía xa thì thào khi đại đệ tử ngộ đạo thì ông đứng xem nhị đệ tử ngộ đạo ông cũng đứng nhìn còn về tam đệ tử ngộ đạo ông vẫn đứng đó lặng im nhìn bây giờ ông đứng đây như ba lần trước nhìn tô minh nhìn hắn ngộ đạo trong quá trình ngộ đạo này ông sẽ không cho phép bất cứ ai quấy rầy ông là sư tôn của bọn họ, ông phải ở lúc họ còn nhỏ yếu gian đôi tay bảo vệ, ta thật mong chờ lão tứ sẽ cảm ngộ ra cách gì, khiến ngươi có thể tĩnh tâm. Mặt thiên tà lộ nụ cười hiền lành, trong nụ cười kia có mong chờ, ông vĩnh viễn không quên mấy ngày trước trong mật thất, đệ tử này khi thấy bản đồ gia thú đã khóc, hệt như lúc ông thu đại đệ tử, nhị đệ tử, tam đệ tử, khoảnh khắc tô minh kêu ông là sư tôn, ông đã đem tô minh thành đồ nhi của mình. Không cần thời gian trôi qua, có lúc giữa người với người thường chỉ là cảm giác trong chớp mắt. Thiên Tà đang đứng nhìn, trên cửu phong, có tam sư huynh thích tự xưng là Hổ Gia Gia, nằm trong động phủ cầm hồ lô rượu, uống từng ngụm. Gã đã say, nhưng mấy ngày nay say mà khó đi vào giấc ngủ, đôi khi gã ngẩng đầu, dù ánh mắt bị vách đá động ngăn cản, nhưng nếu nơi này không còn vách đá thì có thể thấy rõ, chỗ gã nhìn chính là bình đài Tô Minh xếp bằng, Hổ Gia Gia số khổ mà ai bảo hắn là tiểu sư đệ chứ hết cách rồi hết cách rồi nhưng sau này ra ngoài đánh lộn có người giúp ta không tệ không tệ tam sư huynh lầm bầm nhết môi cười nụ cười rất là đắc ý hừ hừ vẫn là hổ gia gia thông minh nhất tiểu sư đệ đều tại ta vô ý chỉ điểm mà ngộ đạo xem coi hắn có thể ngộ ra cách gì không tốt lỡ đâu hắn ngộ ra cách bế quan giống rùa như đại sư huynh vậy sau này hổ gia gia lại cô đơn rồi mà ngộ ra sở thích quái dị như nhị sư huynh, thích nuôi hoa cỏ cũng không tốt. Uống rượu, ngộ ra uống rượu là tốt nhất, đến lúc đó thì có người cùng ta uống rượu rồi. Gã đàn ông gãi đầu, biểu tình khẩn trương, giờ phút này, cũng trên cửu phong, còn có một người đang ngồi trong vùng đất thảo dược rộng lớn ở giữa sườn núi, đào một ít băng đất trồng một vài loại hoa cỏ, người đàn ông mặc áo trắng, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, mắt sáng, trên mặt luôn mang nụ cười mỉm chi đôi khi y ngẩng đầu nhìn chỗ tô minh ngồi xếp bằng nụ cười sẽ càng tươi hơn tiểu sư đệ cố lên đi có thể trở thành người của cửu phong hay không phải xem ngươi có ngộ ra không người đàn ông này chính là nhị sư huynh ngày hôm nay y không đi ngủ thậm chí mấy ngày nay cũng không ngủ thái độ là thường chăm sóc hoa cỏ thỉnh thoảng chú ý chỗ tô minh ngồi dưới chân núi cửu phong dọc theo khe hở băng tầng tận cùng ngọn núi chỗ đại sư huynh bế quan cũng có ánh mắt nhu hòa dường như đang nhìn Tô Minh, ánh mắt kia có mong chờ, Tô Minh yên tĩnh ngồi. Trong thế giới của hắn vẫn là sương mù, không thể thấy rõ, chỉ có khói trôi nổi. Hắn không biết đã qua bao lâu, có lẽ là vài giây, có lẽ là mấy ngày, hoặc có lẽ càng lâu, hắn không suy nghĩ kỹ càng, chỉ nhìn sương mù kia. Trong sương mù hắn lờ mờ thấy có bóng người, trong mơ hồ dường như đang ngồi xếp bằng, xung quanh dần toát ra khí lạnh nhưng trong khí lạnh có ảm giác nóng cháy đây là trong cảm giác của tô minh vẽ ra đại sư huynh dùng bế quan khóa lại thân thể tập trung tinh thần do đó đạt đến trình độ tĩnh tâm tham ngộ công pháp sáng tạo con đường thuộc về mình đây chính là đại sư huynh tô minh thì thào đây là đại sư huynh mà hắn phân tích loại cảm giác này mình cũng có thể làm được nhưng bởi vì mình trông thấy nên nếu chọn điều này thì không phải tạo mà là đạp con đường người trước đi theo sau lưng đại sư huynh. Tô Minh im lặng thật lâu sau, từ từ lắc đầu, chậm rãi, trong mắt Tô Minh, thế giới sương mù trước mắt hắn dần xuất hiện hình ảnh mới. Hình ảnh này chỉ có mình Tô Minh thấy. Nếu giờ phút này trong thế giới còn có người khác, nhìn sương khói cũng chỉ thấy là đám khói mà thôi, chứ không có vật gì khác, nói là sương khói nhưng kỳ thật là suy nghĩ của Tô Minh, trong hình ảnh mới, Tô Minh trông thấy nhị sư huynh. Hắn thấy hoa cỏ trên cửu phong nhìn thấy lực lượng sáng tạo sinh mệnh người có thể cực vô hồn có thể cực vô tâm sự sống của hoa cỏ là trời đất ban tặng nhưng trải qua bàn tay nhị sư huynh thì cũng là loại sáng tạo ban đêm nhị sư huynh như thay đổi thành người khác lấy đi hoa cỏ mình trồng đây là vì sự sống của chúng do tay hắn tạo ra tương tự cũng sẽ hủy diệt trong tay hắn thân hình tô minh chấn động trong trạng thái ngộ đạo hắn bỗng hiểu một số hành vi của nhị sư huynh những điều này có lẽ không chính xác nhưng giờ phút này Tô Minh tự mình ngộ ra, loại sáng tạo này đã đạt đến trình độ cực kỳ thâm ảo, nhị sư huynh. Tô Minh thì thào, im lặng dây lát, vẫn là lắc đầu, con đường như vậy không thích hợp ta trả lời vấn đề của sư tôn, cái gì là tạo hóa? Tô Minh nhìn mảnh sương khói. Kỳ thật đối với vấn đề của thiên tà thì hắn đã có đáp án, nhưng đáp án này chỉ có thể đặt trong lòng, không nói ra được. Nói ra thì sẽ sai đáp án của đại sư huynh chắc là ta chính là tạo hóa đáp án của nhị sư huynh cũng là mấy câu đó về phần tam sư huynh thì có lẽ hơi khác nhưng ý nghĩa giống nhau họ có thể đáp như vậy là vì tìm ra cách tĩnh tâm của mình tìm ra tạo của mình ta không thể nói như vậy bởi vì ta còn chưa tìm ra nếu bắt chước con đường của sư huynh ta vĩnh viễn không thể nói ra câu này trừ phi có một ngày ta đi trên con đường của mình tô minh lắc đầu sương khói trước mắt hắn lại biến đổi. Lần này xuất hiện hình ảnh người ngoài không nhìn thấy. Chính là tam sư huynh tự xưng là hổ gia gia, mắt say lờ đờ, uống rượu, nằm trên mặt đất, khóe miệng vương nụ cười ngây ngốc. Có một vài giọt nước dọc theo khóe môi chảy xuống, lờ mờ nghe tiếng ngáy, dường như trong mộng của có thế giới khiến gã vui vẻ. Trong thế giới kia, dường như có vô số người cùng gã uống rượu, có vô số người chờ gã đánh, bộ dáng vui vẻ như vậy khiến tô minh kìm không được bật cười hắn thậm chí tưởng tượng ra có lẽ tam sư huynh ngộ đạo là dễ dàng nhất cũng đơn giản nhất rất có thể tam sư huynh này từ trước đến giờ không có ngộ đạo gì chỉ là uống rượu ngủ say làm một giấc mộng sau đó thật tự nhiên có cách tĩnh tâm của mình nếu có một ngày mộng tưởng của tam sư huynh thành sự thật vậy thành tựu của hắn tất nhiên sẽ không kém hơn nhị sư huynh còn về đại sư huynh con đường của hắn ta còn chưa nhìn thấu. Tô Minh cuối cùng vẫn là lắc đầu, con đường của Tam sư huynh hắn cũng sẽ không đi, không biết sư phụ Triệt Ngộ là cái gì. Tô Minh không có manh mối, không suy nghĩ nhiều nữa, dần dần, sương khói trước mắt hắn biến hóa kịch liệt. Chúng nó biến đổi đại biểu lòng Tô Minh đang suy ngẫm, hắn suy ngẫm là Triệt Ngộ thuộc về mình, là cách tĩnh tâm của riêng mình, thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Rất nhanh Tô Minh ngồi xếp bằng trên bình đài đã qua ngày thứ 27. Trong 27 ngày, đôi khi có gió tuyết ập đến, nhưng tuyết rất ít, dù là vậy vẫn khiến người Tô Minh và xung quanh hắn đôi thành đống. Khi đêm ngày thứ 27 qua đi, khi sáng sớm ngày thứ 28 đến, cùng với tia nắng ban mai đến là một trận gió tuyết to lớn, khí trời bão tuyết không hiếm thấy trong thiên hàng tông, thỉnh thoảng có. Hiện giờ lúc bảo tuyết đến, tiếng gió buốt trích cào kinh trời cuốn thật nhiều tuyết bay như muốn che đậy cả thế giới, như một giả thú cổ đại nâng lên móng vuốt vỗ xuống mặt đất, trong bão tuyết théo gào, dưới chân núi bên ngoài cửu phong, từ phương xa dần đi đến một người. Người này đội mũ rất dày, che đậy toàn thân, đi trong gió tuyết. Khí thế kinh người toát ra từ trong cơ thể y, khiến gió tuyết như không dám tới gần, đánh vòng ngoài cơ thể lùi ra sau, khiến thân hình tiến lên từ xa nhìn lại tựa một địa long tới gần, tô minh. Thanh âm người này lạnh lẽo vang dưới cửu phong, chương 226, tạo hóa thủ, cửu phong, trong thiên hàng tông nghe không ít đồn đãi về nó, hôm nay vừa lúc đến xem, rốt cuộc tin đồn nào là thật. Thân hình đội mũ đứng dưới cửu phong cười nhạt cất tiếng nói, nghĩ không ra tên Tô Minh không có danh tiếng gì, vì sao có thể khiến tư mã sư đệ chú ý như vậy, không tiếc vạn dặm truyền tin, dùng một lần nhân tình ta thiếu y để ta tới nơi này, lấy một vật từ người Tô Minh. Thân hình đó trong bão tuyết bước ra một bước hướng cửu phong, người như dung hợp cùng gió bão xung quanh. Trên bầu trời, bảo tuyết bỗng hóa thành một khuôn mặt người giữ tợn gầm hướng cửu phong, tiếng gầm chính là gió, gió tuyết thét gào, khoảnh khắc người này leo lên núi, cả cửu phong như chấn động, tam sư huynh uống rượu trong động phủ mạnh mở mắt lộ ra sửng sốt. Cả đi nhanh vài bước, ra khỏi động nhìn dưới núi, là tử sa thuộc nhị phong, trong bản đất băng giá thiên hàng tông xếp hạng thứ 9. Sao hắn đột nhiên tới cửu phong, chẳng lẽ là tìm ta gây chuyện? Nhưng hổ gia gia đâu có đắc tội hắn hổ tử ngẩn ra, gãi đầu, gã đang sửng sốt thì đột nhiên biến sắc mặt, trong tầm mắt tử sa mặc áo tơi bước lên cửu phong xong lại tiến bước thứ hai, khoảnh khắc đạp xuống bước thứ hai, thân hình lấy cách kinh khủng xuất hiện trước mặt hổ tử. Gã xuất hiện cực kỳ đột ngột, như cứng rắn xông vào, đứng cách hổ tử 10 mét. Khoảnh khắc, khí thế ngập trời bùng phát. Trong khí thế này, hổ tử liên tục lùi vài bước, hồ lô trong tay cũng nổ tan, tên vô dụng tử xa mặc áo tơi không thấy rõ khuôn mặt nhưng hai mắt lóe tia sáng lạnh. Khí thế trên người gã thật kinh khủng, khiến băng tầng xung quanh có dấu hiệu rạn vỡ, đặc biệt là thiên địa sau lưng, khuôn mặt dữ tợn do bão tuyết biến thành gầm lên, càng có nhiều gió tuyết ngưng tụ như muốn nhấn chìm cửu phong, gã lạnh lùng liếc hổ tử, từ từ nói xong bước ra bước thứ ba, đạp xuống bước thứ ba thì thân hình đã rời khỏi tầm mắt hổ tử. Lúc đi gã không trông thấy, giờ đây hổ tử ngơ ngác nhìn hồ lô tan vỡ đầy đắt, đôi mắt có tơ máu và hung ác, dám đánh vỡ hồ lô của hổ gia gia ngươi hả? Hổ tử ngửa đầu rống lớn, người hóa thành cầu vòng đuổi theo tử xa, bây giờ bên ngoài cửu phong, từ thất phong có hai bóng người bay nhanh đến. Hai bóng người đều là con gái, khuôn mặt xinh đẹp, trong đó một người chính là hàng thương tử, mặt cô đầy sốt ruột bay nhanh nhất tới cửu phong, cô gái bên cạnh cô mặc đồ màu vàng, khuôn mặt trái xoan lộ khí chất thanh nhã mỹ lệ, hơi giống với hàng thương tử ngày bình thường. Cô biểu tình lười biến, thấy hàng thương tử khẩn trương và sốt ruột thì treo chọc nói, Phương Sư muội người tên Tô Minh là hạng người gì lại khiến ngươi để ý như vậy, trừ phi. Giọng của cô gái rất dễ nghe, chợt cười nói, Sư tỷ đã là lúc nào rồi mà ngươi còn nói như vậy? Hàng thương tử bay rất nhanh, mau chóng tới gần cửu phong, rồi rồi rồi, không nói nữa. Ngươi yên tâm đi, dù tử xa kiệt ngạo nhưng bản tính không xấu, ta không cho hắn gây chuyện với Tô Minh là được rồi đi, hắn là đệ đệ của ngươi, đương nhiên ngươi hướng về hắn rồi. Hàng thương tử có chút quán giận nói, cô gái sau lưng mỉm cười, không phiền lòng mà dịu giọng an ủi vài câu, hai người nói chuyện chậm rãi tới gần cửu phong. Khoảnh khắc đến gần, hai cô gái cảm nhận rõ lực lượng bảo tuyết gào thét, khiến tốc độ của họ chậm lại. Giờ phút này họ nhìn thấy thứ mà lúc trước không trông thấy, mặt sau bị cửu phong chặn tầm mắt, khuôn mặt người do bảo tuyết hợp thành đang gầm hướng cửu phong, hàng thương tử lập tức biến sắc mặt. Cô gái bên cạnh biểu tình nghiêm túc, hắn thi triển thuật mang văn. Cô gái tiến lên một bước, nghênh đón gió tuyết, nhanh chóng đến gần cửu phong, hàng thương tử cắn môi dưới, sốt ruột theo sau, trên cửu phong. Tử sa mặc áo tới đội mũ đạp xuống bước thứ ba đã xuất hiện cách chỗ Tô Minh ngồi tỉnh tọa 30 mét. Gã đứng đó, mặt lạnh lùng nhìn Tô Minh, lại là một tên vô dụng. Cửu Phong chỉ có thế thôi. Tử Sa lạnh giọng, tay phải nâng lên định chỉ hướng Tô Minh. Bây giờ Tô Minh hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn chìm đắm trong thế giới của mình, sương mù đang cuồng cuộn dân trào, bên trong như sắp hiện ra cái gì. Cảm giác triệt ngộ dần hiện lên trong lòng, lại nhìn rõ một chút nào. Tô Minh thì thào, hắn có cảm giác mãnh liệt. Nếu có thể lại nhìn kỹ chút thì mình có thể tìm ra tư cách nói đáp án cái gì là tạo hóa bên ngoài. Tử Sa nâng lên tay phải, bên ngoài bình đài Tô Minh ngồi, thiên địa chấn động, thật nhiều bảo tuyết hợp thành mặt người bỗng xuất hiện gần chỗ Tô Minh, đang nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Mặt người bảo tuyết khổng lồ mang theo khí thế kinh thiên động địa như muốn nhấn chìm Tô Minh, càng muốn nhấn chìm Cửu Phong, hình ảnh này cho người ảo giác không biết lần bảo tuyết này là tiết trời hay thần thông của ai đó tạo thành, tử sa ra tay vốn không có đường sống. Nếu Tô Minh không bái vào Cửu Phong mà là người núi khác, Thuộc về đệ tử thiên hàng tông chân chính, có lẽ tử xa còn không tiện xuống tay. Dù sao là đồng môn, ngại môn quy nghiêm khắc, không thể rõ ràng như ban ngày ra tay. Nhưng tô minh bái vào cửu phong, vừa thuộc về thiên hàng tông nhưng cũng không là thiên hàng tông. đệ tử trên núi này có thể không tuân theo môn quy thiên hàng tông, nhưng cũng không nằm trong vòng bảo hộ, cho nên tử xa muốn lấy đồ vật vốn không cần lên tiếng mà trực tiếp giết, ném xác cho tư mã tính đang trên đường trở lại thiên hàng tông thì được rồi. Theo gã cảm thấy thì Cửu Phong này có tên tự xưng là Hổ Gia Gia hoàn toàn là đồ vô dụng, không đáng để ý, còn về kẻ Trồng Hoa cỏ cái gì, gã cảm thấy yếu đuối như đàn bà, dù là đại đệ tử Cửu Phong cũng chỉ là đầu gỗ thích bế quan mà thôi. Lúc trước gã nghe nói có đệ tử núi khác tiến đến kiếm chuyện với đồ vô dụng Hổ Gia Gia, không hề thấy hai sư huynh từng ra tay. Đặc biệt là phế vật Trồng Hoa còn thích giả bộ ngủ tránh né, mặc kệ sư đệ một người đối kháng bên ngoài gã thậm chí có lần đi ngang qua cửu phong chính mắt thấy hình ảnh đó, trong lòng rất khinh thường cửu phong này, gã chỉ để ý duy nhất một người, chính là lão già cửu phong, thiên tà tử, nhưng gã đến đây thì đã sớm có chuẩn bị. Gã là tinh anh của nhị phong, được sư tôn chú trọng, gã tự nghĩ nếu thiên tà tử không để ý bối phận xuống tay với gã thì sư tôn chắc chắn không bỏ qua, có sự chuẩn bị sẵn sàng, gã thấy sẽ không ra chuyện ngoài ý muốn gì. Tay phải đã nâng lên định chỉ hướng Tô Minh, để mặc người bảo tuyết cắn nuốt hắn hoàn thành mục đích của gã nhưng khoảnh khắc tay gã nâng lên định buông xuống một thanh âm nhu hòa nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng thanh âm bình thản như bạn bè trò chuyện không ẩn chứa chút tức giận vị huynh đài này ngươi đạp lên hoa cỏ của ta như vậy không tốt lắm khoảnh khắc thanh âm này xuất hiện thân thể tử xa rung lên đôi mắt dưới cái mũ biến nghiêm túc gã tự hỏi tu vi như mình nếu xung quanh xuất hiện ai sẽ lập tức phát hiện ra ngày đặc biệt là trên núi Cửu Phong, xuất hiện chuyện như vậy hình như chỉ một mình thiên tà tử làm được. Nhưng đối phương thốt lời hiển nhiên không phải là thiên tà tử, dưới chân ta chỉ là băng tầng, không có hoa cỏ. Tử xa hừ lạnh. Gã không ngoái đầu, lạnh lùng nói, nhưng tay phải lần nữa chỉ hướng tô minh, ngươi nhìn kỹ lại xem. Thanh âm nhu hòa tới gần, sau lưng tử xa dần xuất hiện một người đàn ông điển trai mặc áo trắng. Người đàn ông mặc tươi cười, biểu tình rất nhu hòa. Y lướt qua Tử Sa đứng ở trước mặt Tô Minh, Tử Sa im lặng. Gã không cúi đầu nhưng có thể cảm giác được, khoảnh khắc người đàn ông lướt qua, dưới chân gã đích thực xuất hiện một mảnh cỏ màu xanh. Còn gã thì đang đứng trong thảm thực vật này, sự rung động dâng lên trong lòng. Gã nhìn người đàn ông ôn hòa trước mắt, gã đã từng gặp người này, biết rõ đối phương chính là nhị đệ Tử Cửu Phong, nhưng gã không ngờ rằng cái người gã cho rằng là phế vật nhưng lại khiến gã chấn động tinh thần, cảm giác nguy hiểm hiếm khi cảm nhận bỗng dân tràn trong lòng. Tử Sa im lặng, lát sau hừ lạnh một tiếng, nhấc lên chân phải mạnh đạp một bước, tay phải không chút do dự chỉ hướng người đàn ông chặn trước mặt Tô Minh, nhưng khoảnh khắc tay phải chỉ qua, mũ đội trên đầu bỗng tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn xoay vòng, lộ ra bên dưới mái tóc dài, khuôn mặt đàn ông thoạt nhìn hơn 30 tuổi, áo tơi trên người gã bây giờ nổ tung, trở thành bột phấn, lộ ra đồ đen bên dưới khóe miệng tràn ra máu tươi, người gã run bần bật. Áp lực khiến gã kinh hoảng tựa như gió xuân từ người đàn ông mỉm cười tỏa ra, áp lực này người khác không cảm giác được, thậm chí theo tử xa thấy thì đây có lẽ không phải là áp lực mà là một loại ánh mắt tạo thành áp lực, một loại khí chất trên người hình thành nỗi kinh khủng khiến gã không nói nên lời nhưng tóc gáy dựng đứng, nỗi kinh khủng này đến từ đôi tay người trước mặt, đó là một đôi tay bình thường, đôi tay không nâng lên mà buông thõng ở góc áo như có thể nắm giữ sinh tử của tử sa, đó là đôi tạo hóa thủ. Chương 227, triệt ngộ, tử sa rung lên, biểu tình hoảng sợ, khuôn mặt chợt biến tái nhợt, bản năng lùi vài bước, hộc bãi máu tươi, vội vàng thụt lùi, bay lên trời định rời khỏi ngọn núi, tim gã đập nhanh, sợ hãi tràn ngập tinh thần. Gã chưa từng nghĩ tới trên núi cửu phong thiên hàng tông lại có người đáng sợ như vậy, đôi tay đáng sợ đó như nắm giữ sinh tử, khiến gã chấn động tinh thần, đôi tay vừa ra liền trọng thương gã cứ thế mà đi sao nhị sư huynh áo trắng vẫn mỉm cười nhìn tử xa nụ cười kia rất ôn hòa không có vui giận nhưng khoảnh khắc thốt ra lời thì hoa cỏ cả cửu phong đều rung lên trước đây ta không ra tay là vì các ngươi chưa từng đụng chạm ranh giới cửu phong hổ tử bị đánh thì thôi hắn da dày thịt béo bị đánh nhiều ngủ một giấc liền khỏe ngay nhị sư huynh mỉm cười nói hoa cỏ nguyên cửu phong lại rung lên khí thế kinh người bùng phát khí thế này ẩn chứa vô tận sự sống đó là hoa cỏ khắp núi cùng phát ra tử xa biến sắc mặt nhanh chóng lùi ra sau lòng thầm kêu khổ theo gã thấy thì mấy người ở cửu phong đều là đồ vô dụng chỉ có người đàn ông trước mắt là không phải trình độ đáng sợ thế này giống như quái vật khí thế vừa ra liền kéo theo tất cả hoa cỏ cái này không phải là mang thuật bình thường này là tử xa hít ngụm khí lùi ra sau mặt người khổng lồ do bão tuyết hợp thành ngưng tụ lại gầm hướng nhị sư huynh. Nhưng lúc này ngươi dẫm nát nhiều hoa cỏ của ta, đánh vỡ hồ lô của hổ, còn muốn bị thương tiểu sư đệ của ta, chuyện này, không tốt. Nhị sư huynh khẽ thở dài, khoảnh khắc thốt ra hai chữ không tốt, hoa cỏ trong cửu phong đều bay lên trời, lấy tốc độ không thể hình dung bay thẳng đến tử xa, tử xa biểu tình sợ hãi, mặt người bảo tuyết sau lưng lập tức bao phủ gã. Gã lùi ra sau định chống cự nhưng mặt người bảo tuyết đụng vào vô số hoa cỏ thì bỗng nổ tung nó nổ, trời đất chấn động, hóa thành vô số bông tuyết rơi rụng. Cùng lúc đó, tử xa lại hộc máu, mặt trắng bệch. Không đợi gã lại thụt lùi thì hoa cỏ đã bay thẳng tới chỗ gã, vòng quanh thân thể. Có không ít chui vào người gã, khiến tử xa bây giờ trông như người thực vật. Người gã run rẩy té xuống nhưng lại bị một mảnh hoa cỏ vòng lấy kéo lên cửu phong. Ta không giết ngươi. Phạt ngươi tại cửu phong sửa lại hồ lô cho tam sự đệ ta, sau đó ban đêm giúp ta nhìn xem rốt cuộc là ai ăn trộm hoa cỏ của ta. Còn về những lúc khác thì nghe theo mệnh lệnh của người trong núi, ví dụ chăm sóc tiểu sư đệ ta an toàn khi rời khỏi núi, như vậy ba năm làm hạng định. Nhị sư huynh vẫn ôn hòa cười nói, ngay lúc này, hổ tử vẫn nộ rống bay tới chọc lấy tử xa bị hoa cỏ phủ khắp người nhưng không hôn mê, nghe răng cười túng gã lên, khốn kiếp, dám đánh vỡ hồ lô của hổ gia gia, ngươi chờ coi, xem hổ gia gia dạy dỗ như thế nào. Đáng chết, ta mang ngươi cùng nhập mộng đi. Mắt tử xa lộ phẫn nộ, nhưng cả người dường như mất hết sức lực, bị hổ tử lúc trước gã cho rằng vô dụng túng lấy, cảm giác khuất nhục lan tràn toàn thân. Lúc này trên trời bay đến hai cầu vòng, lộ ra thân hình hàng thương tử và đồng bạn ở bên trong. Hai người đứng ở giữa trời ngẩn ra nửa buổi, có khách quý đến, là tới thăm tiểu sư đệ. Nhị sư huynh nhìn hai cô gái xinh đẹp trên bầu trời, nụ cười càng thêm dịu dàng. Thương Lan, xin chào sư huynh. Phương Thương Lan ngay ra một lúc vội vàng không người cúi đầu hướng nhị sư huynh. Cô gái bên cạnh mặt tái xanh trừng nhị sư huynh ôn hòa đứng cạnh Tô Minh, lại nhìn tử xa bị hổ tử túng lấy kéo đi xa, nhưng không lên tiếng. Cô gái xinh đẹp như vậy trước đây hiếm khi gặp trên cửu phong, xem ra tiểu sư đệ thật là có phúc. Nhưng ngươi đến không khéo, hắn đang tu hành, không bằng ngươi ở đây giúp ta chăm sóc hắn nhé. Nhị sư huynh nháy mắt, nở nụ cười, nụ cười của y kiến phương thương lan đỏ mặt, không phải như vậy, là. Cô vội vàng muốn giải thích, lúc này, cô gái mặt trái xoan bên cạnh hung giữ trừng nhị sư huynh một cái, hừ lạnh xoay người rời đi. Phương thương lan chần chờ một lát, nhìn tô minh nhắm mắt tỉnh tọa, lại nhìn sư tỷ rõ ràng rất tức giận, vẻ mặt xin lỗi nhìn nhị sư huynh. Nếu tô minh không có nguy hiểm, vậy ta, ta đi trước, làm phiền nhị sư huynh đợi hắn tỉnh lại thì nói cho biết một tiếng. Phương Thương Lan nói, thấy ánh mắt trêu chọc của nhị sư huynh, mặt lại đỏ hồng vội chào tạm biệt, đuổi theo vị sư tỷ kia như là đang giải thích cái gì. Nhị sư huynh nhìn hai bóng người đi xa, lắc đầu, lại nhìn Tô Minh. Y đang định cảm thán thì bỗng sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng chân trời, chỉ thấy phía chân trời có một ông lão mặc áo dài tím đỏ, biểu tình bình thản từng bước đi tới. Lão chỉ có một mình, nhưng theo lão đi tới, gió xung quanh đều đông lại, áp lực lan tràn bao phủ mỗi một gốc cây ngọn cỏ tại cửu phong. a, à, quả nhiên là đánh đi nhỏ thì xuất hiện lão sư phụ, người này đệ tử không đối phó được, cần người ra tay thôi. nhị sư huynh cười cười ngồi bên cạnh tô minh, tiểu sư đệ, ngươi vừa vào núi làm sao treo chọc người ngoài vậy? của sắp tỉnh rồi à? nhị sư huynh nhìn tô minh, biểu tình khó hiểu bỗng lộ nụ cười, nụ cười chất chứa mong chờ không biết cách tiểu sư đệ tĩnh tâm là cái gì nhỉ nhị sư huynh thì thào bên cạnh y thân thể tô minh có tia khói dọc theo chân lông tản ra dần bao phủ xung quanh sương khói hư ảo cuồn cuộn như sắp thành hình trong tinh thần của tô minh thế giới hắn trông thấy sương khói tràn ngập đang dần thưa thớt khiến tầm mắt không còn bị cản trở để hắn có thể thấy thế giới đằng sau sương khói hắn nhìn thấy phía sau sương khói không phải là thế giới gì mà chỉ có một hình vẽ bên trong hình có núi có nước có cây có cỏ, có người, dần dần, một loại triệt ngộ hiện ra trong ý thức của hắn. Đáp án của ta là ta đến sáng tạo, ta chính là tạo hóa. Cô Minh thì thào, hắn, đã triệt ngộ, bên ngoài, trên bầu trời, ông lão áo dài tím đỏ bình tĩnh tới gần, đứng trên không trung ngoài cửu phong. Đôi mắt lão không lộ vui giận, nhìn thiên tà đứng trên đỉnh cửu phong, thiên tà, thả đồ nhi của ta. Thanh âm trầm thấp vang vọng trong cõi trời đất, Chương 228, thằng nhóc thật to gan, kêu sư thúc, thằng nhóc không lớn không nhỏ. Sư phụ ngươi chưa cho ngươi biết bối phận của lão phu ư, hiện nay cả thiên hàng tông trừ mấy lão già trên trời ra còn ai bối phận lớn hơn ta. Trưởng giáo còn phải gọi lão phu là sư thúc, ngươi cùng thế hệ với trưởng giáo, không biết xưng hô như thế nào à, thằng nhóc nhà ngươi, mạo phạm trưởng bối, để ta xem coi, ngươi phạm môn quy điều thứ hai, thứ năm, thứ bảy, trên đỉnh cửu phong thiên hàng tông, thiên tà tử ngáp dài nhàn nhã nói thanh âm lộ ra lười biếng không trầm thấp như ông lão áo tím đỏ cũng không truyền đi quá xa ông lão mặc áo dài tím đỏ biểu tình như cũ bình tĩnh đứng giữa trời nhìn thiên tà tử đứng trên đỉnh núi cửu phong nếu không phải bất đắc dĩ thì lão thật không muốn đi tới cửu phong này không phải vì lão kính sợ tin đồn liên quan đến thiên tà tử mà vì bối phận của ông thật sự quá cao im lặng lát sau lão chắp tay hướng thiên tà tử Vãn bối du long tử xin chào sư thúc, ừm, thế này mới phải chứ. Lúc lão phu lên núi thì chắc chắn ngươi còn chưa sinh ra đời, không thể không lớn không nhỏ như vậy, lần sau phải chú ý biết chưa hả? Thiên tà tử vuốt trâu cầm, nhìn ông lão áo dài tím đỏ, vừa lòng gật đầu, vậy xin sư thúc thả đệ tử của vãn bối ra, ta muốn đem hắn đi. Ông lão áo tím đỏ biểu tình bình thường, làm như không nghe thấy mấy lời thiên tà tử nói, chậm rãi lên tiếng, sao chứ, nhị sư huynh ngươi trách phạt đệ tử của ngươi, ngươi có ý kiến à? Thiên tà tử lộ vẻ sửng sốt, ông lão im lặng. Lão không thể không chấp nhận sự thật rằng, bối phận người trong cửu phong bởi vì một mình thiên tà tử mà cao hơn không ít. Ví dụ người đàn ông tổn thương đồ đệ mình, người này đích thật là cùng thế hệ với lão, còn về là sư huynh hay sư đệ thì một lời khó nói rõ, thiên tà tử, lão phu không có thời gian dằn co với ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thả tử xa hay không? Ông lão nhíu mày, biểu tình dần biến lạnh lùng. Lão đã hết sức lễ độ rồi, giờ có nói như vậy thì cũng cho qua được. Ô ồ, hù ta hả? Không thả đó, thì sao? Thiên tà tử trợn mắt toát ra sự bướng bỉnh, ông lão trầm mặt, hừ lạnh, lão không ra tay, nhưng chỉ một tiếng hừ lạnh tựa như sấm đánh, khiến cả cửu phong bỗng rung động. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, từng vết rách mỏng manh tràn ngập trên băng tầng cửu phong, thiên tà tử trừng mắt, trên đỉnh núi lùi ra sau vài bước, phát ra tiếng hét thê lương. Thanh âm thê thảm kia đủ khiến người nghe động lòng trắc ẩn, hổ tử ở trong động phủ của mình, đã sớm túng tử xa về, bây giờ ném qua một bên, ngồi sổn bên cạnh gã, vừa uống rượu vừa cười xấu xa mà giữ tận. Bên tai vang vọng tiếng hét thê thảm của thiên tà tử khiến hổ tử ngẩng đầu nhìn vách đá trên đỉnh động, biểu tình quái lạ, giả bộ nửa đi, lão già ngươi giỏi làm bộ làm tịch đừng tưởng hổ gia gia nhà ngươi ta đừng tưởng hổ gia gia nhà nó không biết hôm nay ngươi mặc đồ trắng tiếng hét thê lương truyền khắp cửu phong cũng truyền vào tai nhị sư huynh bên cạnh tô minh nhị sư huynh cúi đầu sắp xếp hoa cỏ trước người làm như không hề nghe thấy gì sư tôn à ta trông thấy hôm nay ngươi mặc áo trắng nhị sư huynh lắc đầu biểu tình rất ôn hòa như đang thì thầm với hoa cỏ trước mặt cùng lúc đó bên dưới cửu phong sâu trong khe nứt băng tầng chỗ có lòng chảo nơi này vốn nên hoàn toàn tĩnh lặng nhưng lúc này lại có tiếng thì thào yếu ớt vang lên chắc hôm nay sư tôn mặc đồ trắng thanh âm kia là của đại sư huynh đỉnh núi cửu phong thiên tà tử hét thảm lùi ra sau mắt thấy ông lão áo dài tím đen từ giữa hư không cất bước đến ông lại lớn tiếng hét thảm tiểu hổ mau tới cứu vi sư vi sư hứa sau này sẽ không lấy rượu của ngươi nữa trong động phủ hổ tử uống rượu trừng mắt tử xa trước mặt mình Tát một cái vào đầu tử xa, khiến thân thể gã rung động, lửa giận hừng hực, nhìn chầm chầm hổ tử. Ê, ngươi còn dám trừng hổ gia gia nhà ngươi nữa là ta đánh chết à? Hổ tử tìm ra việc khiến mình không rảnh để ý sư tôn hết thảm nữa, vương tay, lại vỗ đầu tử xa một cái. Thiên tà tử đứng trên đỉnh núi kêu mấy câu, thấy ông lão ngày càng tới gần, đã đạp trên núi cửu phong. Khoảnh khắc lão đạp chân xuống, cửu phong phát ra tiếng chấn kịch liệt, lão nhị, lão nhị, nếu ngươi không đến cứu sư tôn nữa thì ta cho ngươi biết ta sẽ xới hết hoa cỏ trên núi cho biết tay nhị sư huynh ngồi bên cạnh tô minh làm như không nghe thấy sờ hoa cỏ trước mặt dịu giọng khẽ nói xới thì cứ xới đi xới xong ta lại gieo trồng là được không sao ngươi nói có đúng không tiểu sư đệ nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn tô minh nhắm mắt mỉm cười trên đỉnh núi ông lão áo tím đến từ nhị phong bây giờ lạnh lùng nhìn thiên tà tử ở đó gào la cao mày nâng lên chân phải tiến lên một bước đại đệ tử con bà nó đều là lúc nào rồi ngươi còn bế quan ngươi có biết cứ bế quan thì sư phụ ngươi tiêu đời không ngươi còn không ra nữa là ta để tiểu hổ ngày nào cũng tìm ngươi đun rượu sâu trong cửu phong chỗ lòng chảo vẫn tĩnh lặng đại sư huynh chọn bế quan tại đây giả bộ không nghe thấy chìm đắm trong tĩnh tọa chẳng qua thanh âm của thiên tà tử quá thê lương cho nên lát sau trong lòng chảo truyền ra tiếng thở dài sư phụ đừng quậy nữa thanh âm vang vọng tại lòng chảo dần tản ra chớp mắt đã vang khắp cửu phong truyền vào tai hổ tử khiến bàn tay giơ lên tạm dừng truyền vào tai nhị sư huynh khiến mắt y chợt lóe tia sáng cũng truyền vào tai ông lão cất bước đi hướng thiên tà tử bước chân ông lão tạm dừng không thể khống chế nhịp tim đập nhanh biểu tình thoáng chốc biến đổi trên người lão bỗng xuất hiện một mảnh khí nóng khiến không khí xung quanh chợt vặn vẹo nhưng đây không phải do lão làm ra mà là khi thanh âm truyền đi, ở ngoài người lão hình thành dao động khiến lão chấn động tinh thần, mơ hồ, trong mảnh vạn vẹo ngoài cơ thể có tiếng mảnh thú gầm rống vang vọng. Chẳng qua người ngoài không nghe thấy tiếng rống này, chỉ có ông lão là nghe rõ. Thanh âm xuất hiện khiến sắc mặt lão biến nghiêm trọng, tạo hóa âm. Con người lão co rút, chẳng qua thanh âm chỉ phát ra trong chớp mắt liền từ từ biến đi, vạn vẹo ngoài người lão cũng theo đó biến mất không thấy bóng dáng. Giây phút thiên tà tử nghe thấy thanh âm này thì biểu tình lộ vui mừng, nhưng rất nhanh bởi vì thanh âm tán đi mà mặt đầy giận dữ, khốn kiếp, ba tên đệ tử khốn kiếp mà. Sớm biết như thế năm đó lão phu không thèm thu đệ tử, đến lúc mấu chốt không giúp sư phụ, tức chết ta. Ê, tiểu bối kia, đừng chọc ta nha, ta cho ngươi biết, một khi ta đã ra tay là ngươi sẽ chật vật chạy trốn đó, thiên tà tử mặc áo trắng nâng lên tay phải sờ vào ngực, nhìn ông lão áo tím, biểu tình dần biến nghiêm túc, khi biểu tình ông nghiêm túc thì uy áp chậm rãi ngưng tụ trên người ông, khiến ông lão áo tím mới vì tạo hóa âm chấn kinh cũng đổi sắc mặt nghiêm nghị, vốn lão không đem Cửu Phong đặt vào mắt, thậm chí đây là lần đầu tiên lão tới chỗ này. Nhưng bây giờ gặp phải hàng loạt chuyện khiến lão không khỏi nhớ đến mấy lời đồn về Cửu Phong lưu truyền trong Thiên Hàng Tông, nếu sư thúc thả đồ nhi của ta thì ta sẽ rời đi ngay, tuyệt đối không bước vào Cửu Phong nữa nếu không thì ta phải xem coi tin đồn về sư thúc cửu phong là thật hay giả chỉ tạo hóa âm thì chưa đáng là gì ông lão áo tim im lặng chốc lát sau trầm giọng nói lời vừa thốt ra ông lão áo tím bước hướng thiên tà tử bước chân không nhanh nhưng lão càng tới gần thì toàn thân tràn ngập khí thế ngày càng mạnh mẽ trên bầu trời lờ mờ có ảnh tượng hư ảo đang nhanh chóng biến thành chân thật là ngươi bức ta xem pháp bảo của ta đây thiên tà tử lại lùi ra sau vài bước tay phải từ trong ngực mạnh giật ra trong tay có một vật đó là một khối lệnh bài khoảnh khắc ông lộ ra lệnh bài biểu tình của thiên tà tử biến kiêu ngạo cầm lệnh bài lắc lư trước mặt ông lão thằng nhóc to gan ngươi có biết vật này là gì không theo tiếng hét lớn của thiên tà tử bước chân ông lão áo tím tạm dừng nhìn lệnh bài trong tay thiên tà tử lệnh bài kia toàn thân tím đen tỏa ra khí lạnh tinh thuần hoặc trông không giống đồ giả mà trong thiên hàng tông cũng không ai dám làm giả Đặc biệt là nhớ tới bối phận của Thiên Tà Tử, vẻ mặt ông lão biểu hóa kịch liệt, đôi khi âm trầm, đôi khi bực tức, đôi khi bất đắc dĩ, từng loại biểu tình dung hợp cùng một chỗ hóa thành tiếng thở dài phức tạp, lão chấp hai tay hướng Thiên Tà Tử thật sâu cúi đầu, đệ tử Du Long tử bái kiến tông chủ lệnh. Người giữ lệnh thì như tông chủ đích thân tới, đệ tử đương nhiên là nhận ra, hừ, cứ phải ép lão già ta lấy ra khối lệnh bài này. Cho ngươi biết năm đó cửu phong này chính là ta bị lão già ta dùng lệnh bài đoạt được sư phụ ngươi không nói cho ngươi thôi thôi xem ra ngươi không phải đệ tử đắc ý của sư phụ ngươi cũng đừng quá thương tâm như vậy đi tùy tiện đưa mấy trăm vạn thạch tệ là được ta không so đo tội mạo phạm của ngươi thiên tà tử ngẩng đầu ưỡn ngực cuồng ngạo nói ông lão áo tím hơi thở rối loạn mặt dần nổi gân xanh nhưng liếc lệnh bài trong tay thiên tà tử cố kìm nén chắp tay hướng thiên tà tử, đệ tử tuân mệnh. Lão nói xong lập tức xoay người hóa thành cầu vòng bay nhanh, chớp mắt rời khỏi cửu phong. Lão sợ mình đi chậm sẽ không thể ức chế cảm giác tức giận ngập đầu này. Bây giờ lão rốt cuộc hiểu vì sao bình thường ít khi thấy người cùng thế hệ tới cửu phong này. Đặc biệt mấy người phong chủ đều lựa chọn đi đường vòng qua cửu phong. Bình thường du long tử rất ít chú ý sự việc khác. Dù lão là cường giả thiên hàng tông còn là người nhị phong, nhưng dù sao lão không phải là phong chủ nhị phong, thường ngày ở tại Thiên Hàng Đại Bộ Lạc, mấy năm nay mới dần ngụ vào đây, cùng lúc lão rời khỏi Cửu Phong thì Tô Minh ngồi trên bình đài chậm rãi mở mắt ra. Chương 229, Huyết Nguyệt Ô Sơn Đồ. Khoảnh khắc Tô Minh mở mắt ra, đôi mắt lộ tia sáng rạng rỡ. Ánh sáng đó chợt lóe rồi trở lại bình thường. Thân thể Tô Minh chất đầy tuyết dày cũng vào lúc này tự động bay lên, chậm rãi xoay tròn bên ngoài người Tô Minh nhị sư huynh ngồi một bên, mặt tươi cười tập trung nhìn hắn. Giờ phút này, trên đỉnh núi, thiên tà vẽ mặt đắc ý cất lại lệnh bài dường như cũng có phát hiện, nhìn hướng Tô Minh. Chẳng qua khi ông nhìn hắn thì biểu tình khác trước, dần hiện ra uy nghiêm. Cùng lúc đó, hổ tử trong động phủ đã bước ra đứng bên ngoài, nhìn hướng bình đài ở sườn núi. Trong lòng chảo băng tầng dưới cửu phong cũng có một ánh mắt tập trung nhìn. Tô Minh mở to mắt, nhưng trong mắt hắn tràn ngập bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó khác với sự lãnh tĩnh trước kia. Đó là loại tinh thần bất động, là loại tĩnh dù trời sụp đất nứt ngay trước mắt cũng không dao động lòng, khiến hắn có thể tĩnh tâm như vậy là bông tuyết trước mắt hắn, nó xoay tròn bay bay, theo tay phải Tô Minh chậm rãi nâng lên, chúng lập tức ngưng tụ trên tay phải hóa thành tuyết bút, bút bị Tô Minh cầm lấy vung trước mặt, bút vẽ, ngòi bút xẹt tới đâu là tuyết chợt ngừng bay, khiến lúc Tô Minh vung bút thì hư không trước mặt biến thành tấm vải để vẽ, vẽ ra một ngọn núi đường nét núi do tuyết động hợp thành bền bồng giữa không trung hoặc trông bình thường nhưng nếu tập trung nhìn lâu sẽ có cảm giác sinh động như thật lúc vẽ ra ngọn núi này tâm tô minh tĩnh lặng đó là loại tĩnh lặng trước giờ chưa từng có loại bình tĩnh chưa từng xuất hiện trong lòng hắn từ khi rời khỏi ô sơn dưới sự bình tĩnh này hắn không biết phía sau mình còn ngồi nhị sư huynh không biết phương xa có ánh mắt hổ tử không biết trong lòng chảo dưới ngọn núi có ánh mắt thân thiết của đại sư huynh và cả đỉnh núi thân hình và cả mặt áo trắng, toàn bộ tinh thần hắn đều tập trung vào cây bút trong tay phải. Tuyết động ngưng tụ vẽ ra hình mà hắn muốn vẽ nhất vào lúc này, giờ phút này hắn không nhập định nhưng càng như nhập định. Không nhắm mắt tiến vào trạng thái kỳ lạ nhưng lại xa vào trạng thái đó, không muốn thoát ra, tạo hóa, tạo hóa, đây chính là đáp án hắn đưa ta. Trên đỉnh núi, thiên tà không có chút dáng vẻ buồn cười lúc đánh với ông lão áo tím, mà có sự trí tuệ khó miêu tả ông nhìn bốn đệ tử của mình, lão đại triệt ngộ là tạo hoa, cho nên hắn bế quan, từ náo nhiệt trốn vào yên tĩnh, đem hóa tất cả, còn lại chính là bản tâm. Cho nên hắn tu là tạo hóa âm, lão nhị hiểu ra là tạo hồn, lấy hoa cỏ mà tạo, hóa thành đôi tay tạo hóa, nắm giữ sinh tử, lão tam hiểu ra, thì là tạo họa bản thân, như mộng nhập mộng, chính là tạo hóa. Ta không ngờ rằng lão tứ tuổi trẻ triệt ngộ ra nhưng lại là tạo hóa loại thứ bốn kiên tà thì thào, mắt sáng ngời, trên bình đài, Tô Minh nhìn núi mình vẽ ra, cây bút trong tay phải còn đang vẽ tiếp. Dần dần, núi có năm đỉnh, hắn đã vẽ ra ô sơn, khoảnh khắc ô sơn bị vẽ ra, trên mặt hắn ẩn hiện sơn văn như có cộng hưởng, khiến trong người Tô Minh bất giác xuất hiện dấu hiệu vận chuyển tu vi, Tô Minh cầm tuyết bút, khoảnh khắc vẽ xong núi thì mạnh kéo xuống một vệt dài. Vệt dài nhìn thấy ghê người, tựa thanh kiếm sắt bén lộ ra sát khí kinh người sát khí vừa ra lập tức khiến thiên tà đứng trên đỉnh núi biến sắc mặt cùng lúc đó nhị sư huynh luôn chú ý tô minh cũng biểu tình nghiêm trọng hổ tử bên ngoài động phủ cũng như thế còn có đại sư huynh bế quan giây phút phát hiện vệt dài này thì hơi thở rối loạn sát khí thật mạnh tô minh không phát hiện những điều này hắn chỉ là dựa theo tâm mình bình tĩnh tạo hóa tạo ra nhân sinh thuộc về mình bút của hắn tạm dừng tận cùng vệt dài dần dần vẽ ra ô sơn bộ lạc giống mang văn trên người hắn từng gốc cây ngọn cỏ từng phòng ốc chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn ở giữa hư không cùng cộng hưởng với mang văn của hắn hắn không biết đã qua bao lâu bút trong tay hắn sau khi vẽ hoàn chỉnh cả ô sơn bộ lạc thì ngừng lại trong bức tranh hư không trước mặt hắn có sơn có cảnh có cỏ có cây phòng ốc nối thành một mảnh có hàng rào hợp thành bức họa bộ lạc hoàn chỉnh giống hệt như mang văn của hắn nhưng tay tô minh vẫn nâng lên chỉ là ngừng lại hắn dường như không biết nên vẽ xuống nét tiếp theo ra sao hắn vẫn bình tĩnh nhưng sâu trong bình tĩnh là mê mang thời gian trôi qua thật lâu thật lâu tạo hoa tạo hồn tạo họa tạo hóa đều là trong vô sinh ra có trong tỉnh có động trong kính có cảnh tiểu sư đệ ta cảm thấy trong bức họa còn nhiều thứ gì lời nói nhu hòa của nhị sư huynh dịu dàng vang bên tai tô minh tô minh im lặng dần dần sắc trời tối xuống trên trời xuất hiện vầng trăng ánh trăng rắc xuống mặt đất, nổi lên ánh bạc, khiến người nhìn thấy lạnh lẽo. Đêm nay, cửu phong không ai ngủ, đều tập trung nhìn Tô Minh. Họ biết ngày hôm nay cực kỳ quan trọng với Tô Minh. Đặc biệt là bây giờ hắn đang tìm ra cách tĩnh tâm của mình, nhưng vẫn còn hơi mê mang chứ không sáng tỏ hết. Hiện tại đối với Tô Minh là cực kỳ mấu chốt. Có lẽ người thiên hàng tông bên ngoài cửu phong rất ít ai hiểu được điều này, nhưng trên núi cửu phong, họ tu khác với người ngoài. Lần đầu tiên nhập môn ngộ quan trọng tới cỡ nào, mãi đến khi khung trời từ tối tăm dần biến đổi, cốc trời lại sáng lên, trăng trên cao sắp ẩn đi chỉ còn lại hư ảnh thì tay phải tạm dừng thật lâu bỗng nhiên động, khoảnh khắc tay hắn động, thiên tà trên đỉnh núi lập tức vẻ mặt cực kỳ trầm trọng. Nhị sư huynh, Tam sư huynh, còn có Đại sư huynh đang bế quan cũng giống thế, họ nhìn tay phải Tô Minh động, cầm bút, ở phía trước bức tranh ô sơn lấy hư không làm vải vẽ ra một hình tròn hình tròn này rất đơn giản, một bút là xong. Nhưng đường nét đơn giản như vậy lại khiến Tô Minh mất thời gian cả đêm. Khoảnh khắc vẽ xuống, người Tô Minh kịch liệt run rẩy. Trên mặt hắn, bên cạnh ô sơn văn bây giờ cũng dần hiện ra một hình tròn giống hệt. Cùng lúc đó, tu vi trong người Tô Minh bỗng di chuyển, chớp mắt đến cực độ, không ngờ như đã đạt đến đỉnh sơ kỳ khai trần, chỉ cần bước ra một bước là có thể tiến vào trung kỳ khai trần. Cũng chính lúc này, bức tranh tô minh vẽ trước mặt vòng tròn tỏa ra ánh sáng chói mắt ánh sáng là màu đỏ hình tròn như đang thiêu đốt hóa thành huyết nguyệt huyết nguyệt huyết nguyệt rực cháy đây là ban đầu khi tô minh minh tưởng đã từ bỏ mang văn thứ nhất bây giờ trong trạng thái bình tĩnh bị hắn vẽ ra trong bức tranh thứ nhất cuộc đời hắn giây phút huyết nguyệt bị vẽ xuống không khí bức tranh chợt biến đổi thành bức huyết nguyệt ô sơn đồ sát khí kinh người từ huyết nguyệt ô sơn đồ toát ra sát khí đậm đặc khiến nhị sư huynh bên người tô minh biểu tình trầm trọng hổ tử ở bên ngoài động phủ run người lẩm bẩm còn về đại sư huynh bế quan thì im lặng lát sau phát ra tiếng thở dài cửu phong chỉ sợ từ nay về sau còn bình tĩnh nữa nhưng hắn là tiểu sư đệ chỉ vậy đã đủ huyết nguyệt ô sơn đồ xuất hiện khiến người tô minh run rẩy tu vi trực tiếp phá tan cực hạn trước đó trong người tô minh vang từng tiếng bùng bùng tu vi của hắn từ sơ kỳ khai trần đạt đến trung kỳ khai trần, một lần triệt ngộ, vẽ ra bức tranh, một nét huyết nguyệt biến đổi văn của Tô Minh, cũng khiến tu vi hắn vì thế mà đột phá. Đồ nhi của Thiên Tà ta không cần công pháp, không cần thần thông, chỉ cần tĩnh tâm triệt ngộ, cảm ngộ tạo hóa thiên địa. Lời nói của Thiên Tà hiện ra trong lòng Tô Minh, bây giờ hắn rốt cuộc hiểu Thiên Tà dạy cho hắn là cái gì, đó là con đường tu tâm hoàn toàn khác với người ngoài, cửu phong tu không phải là lực lượng công pháp không phải cái gì thuộc pháp thần thông, mà chính là tâm. Trên đỉnh núi, Thiên Tà im lặng, lát sau chậm rãi xoay người đi hướng đại điện bị phong ấn. Bóng lưng ông hơi lão đảo nhưng bước chân lại vững vàng, ông xoay người, không ai trông thấy trên mặt chất chứa bi thương kiên quyết, "Sư phụ, ta sẽ chứng minh cho người thấy, con đường mang tộc ta tu hành là sai lầm." "Người sai, các ngươi đều sai." Sau khi Thiên Tà đi, bức tranh trước mặt Tô Minh trên bình đài theo bình tĩnh trong mắt hắn biến mất chân chính tỉnh lại mà hóa thành bông tuyết rơi rụng. Tiểu sư đệ, sư huynh thấy chỗ này của ngươi không sai, có muốn trồng ít hoa cỏ trên này không? Ngươi thấy sao? Giây phút Tô Minh tỉnh lại, bên tai truyền đến thanh âm nhu hòa của nhị sư huynh. Tô Minh ngẩn ra, quay đầu lập tức thấy nhị sư huynh chẳng biết xuất hiện tại đây từ bao giờ. Hắn vội đứng dậy, nhìn bình đài chẳng biết từ khi nào đã tràn ngập hoa cỏ. A, à, nhị sư huynh có thể chừa cho ta một chỗ tĩnh tọa không? À, tốt thôi, Vậy chừa cho ngươi một chỗ nhỏ." Nhị sư huynh chớp mắt, cười dịu dàng, "Đúng rồi, trong mấy ngày ngươi cảm ngộ, nhị sư huynh có bắt cho ngươi một vật sống, đặt ở chỗ Tam sư huynh ngươi, có rảnh thì đi nhìn xem. Còn nữa, có một sư điệt rất đẹp đến tìm ngươi, nếu có cơ hội gặp thì nhớ giúp sư huynh hỏi cô bé bên cạnh cô ấy tên gọi là gì." Chương 230: Không thể lãng phí. Sư điệt xinh đẹp. Tô Minh vừa tỉnh lại, thoáng chốc không suy nghĩ được nhiều nghe hai chữ sư điệp thì ngây ra rất đẹp là con gái nhị sư huynh dịu dàng cười gật đầu a à, cô ấy tên là gì bây giờ tô minh nghĩ tới bối phận của thiên tà biểu tình kỳ lạ cô ấy tên là a à, tên là gì nhỉ tiểu sư đệ sư huynh chỉ chú ý cô bé bên cạnh cô ấy cho nên quên tên rồi nhị sư huynh gãi đầu đau khổ suy tư lát sau cảm thán nói tô minh nhìn nhị sư huynh có chút mê man dần dần trong lòng ấm áp lan tràn toàn thân dù hắn thức tỉnh không lâu nhưng nhớ rõ khi mình tiến vào trạng thái kỳ lạ ngồi trên bình đài thì bên cạnh không có nhị sư huynh giờ phút này nhị sư huynh ngồi phía sau mình tô minh không tưởng tượng ra đối phương đã ở đây bao lâu đó là sự quan tâm không nói ra lời loại cảm giác ấm áp khiến tô minh cảm động hắn đứng dậy bản năng ngẩng đầu nhìn đỉnh núi cửu phong đập vào mắt hắn là bóng lưng từ từ khuất xa bóng lưng dần bị núi băng che lấp khiến tô minh không thấy rõ nhưng dù chỉ giây lát bóng lưng ra cả kia khiến tô minh rất quen thuộc cảm ơn nhị sư huynh tô minh thu lại tầm mắt nhìn nhị sư huynh hắn thậm chí không biết cả tên đối phương nhưng bây giờ trong lòng hắn xưng hô nhị sư huynh đã khắc ghi trong lòng đều là anh em một nhà cảm ơn cái gì huống chi sư huynh cũng không làm cái gì chỉ ở chỗ ngươi trồng hoa cỏ mà thôi nhị sư huynh đứng dậy duỗi lưng đi ngủ thôi, mấy ngày rồi chưa nhắm mắt. tiểu sư đệ nhớ hỏi dùng sư huynh đấy. nói xong nhị sư huynh nháy mắt, hiếm khi mặt y có chút đỏ, dường như ngại ngùng mình mấy lần nhắc nhở việc này. đúng rồi, cách ngươi tĩnh tâm là tạo họa cảnh, nếu đã thế thì cần lâu dài chìm đắm bên trong mới tốt. vẽ ở giữa không trung thế này cần sử dụng lực lượng tu vi ngưng tụ ra nét vẽ, việc này không tốt. đây là ngoại phát ngưng tụ, có thể ít nhưng không thể nhiều khó thể thật sự dùng để tĩnh tâm, không thích hợp tu tâm. Ngươi xem hoa cỏ sư huynh trồng, khi nào thì cần dùng lực tu vi thúc đẩy trưởng thành, tự nhiên mà tĩnh tọa, như vậy đi, tam sư huynh ngươi khá quen thuộc thiên hàng tông, ngươi để hắn dẫn đi một chuyến tông sơn khí vật điện dưới thiên môn, chỗ đó có một ít đồ vẽ từ thiên hàng tông. Tuy hơi mắc nhưng ngươi đi tìm sư phụ, dùng tông chủ lệnh của ông là có thể không cần bỏ tiền, nhị sư huynh ho khang vài tiếng, dặn dò trên mặt Tô Minh lộ ý cười. Nhị sư huynh xoay người đi tới đường mòn phía bình đài, bóng lưng tiêu sái, tóc dài tung bay theo gió, dần biến mất trong mắt Tô Minh, nhìn nhị sư huynh đi xa, cảm giác ấm áp tràn ngập toàn thân. Hắn đứng trên núi Cửu Phong, nhìn xung quanh. Dần dần, cảm giác gọi là nhà chậm rãi xuất hiện trong lòng hắn, theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này sẽ ngày càng sâu sắc, mãi đến khi hắn hoàn toàn hòa nhập vào đây, đem nơi này thành nhà thứ hai của mình. Ở trong động phủ của mình, Tô Minh tỉnh tọa cả ngày, trưa ngày thứ hai hắn mới ổn định cảnh giới trung kỳ khai trần, lại bước ra ngoài, lần này tăng tu vi khiến Tô Minh có chút khó hiểu. Hắn chỉ lờ mờ phát hiện trọng điểm tăng tu vi lần này là vì tu tâm, tu hành tâm tình, tỉnh tâm hiểu ra tạo hóa thuộc về mình. Tô Minh sờ trên mặt sơn văn đã ẩn đi, vị trí có thêm huyết nguyệt, chỗ huyết nguyệt có chút kỳ lạ, vị trí là mắt phải của Tô Minh, huyết nguyệt mắt trái. Tô Minh hít sâu, vẻ mặt dần bình thản, dọc theo đường mòn đi xuống. Thời gian không lâu lắm, trước mắt Tô Minh xuất hiện một động phủ, chưa đợi hắn tới gần thì truyền đến tiếng ngáy xen lẫn với mùi rượu. Tiếng ngáy ầm ĩ nghe như sấm vang. Tô Minh đứng ngoài động phủ tạm dừng một chút. Hắn tới đây là để xem vật sống mà Nhị sư huynh nói rốt cuộc là cái gì, việc này khiến hắn hơi khó hiểu. Bây giờ đến nhìn động phủ của Tam sư huynh, Tô Minh dứt khoát cúi người đi vào cửa động vừa tiến vào động, tiếng ngáy điếc tai vang vọng trong động. Chỉ thấy không xa hổ tử nằm ngửa tại đó, khóe miệng còn nhễu nhảo vệt nước dài, mặt có vẻ say mê, dường như trong túy mộng làm việc gì vui vẻ lắm, bên cạnh gã là một người toàn thân mọc thực vật nằm đó. Tay phải gã bị hổ tử nắm chặt, thực vật ở trên mặt ít hơn chút, có thể thấy biểu tình lộ ra thống khổ. Bây giờ gã nhắm mắt, dường như cũng chìm đắm trong mộng, làm chuyện không vui vẻ, cơ thể gã đôi khi co giật. Đây là lần đầu tiên Tô Minh tới động phủ của Hổ tử, đối với người thực vật, hắn thấy thì ngẩn ra nhưng không nghĩ nhiều, cho rằng là đặc sắc của Hổ tử tu hành. Thấy Tam sư huynh còn đang mê man, Tô Minh khoanh chân ngồi bên cạnh, không quấy rầy mà tỉnh tọa chờ. Thời gian dần trôi qua, vài tiếng đồng hồ sau, khi bầu trời tối đi như sắp tiến vào hoàng hôn, khoảnh khắc tiếng ngáy của Hổ tử vang lên đến lớn nhất thì bỗng ngừng lại, gã mở mắt ra, chớp mạnh vài cái, lao khóe miệng dính nước. Nhìn thấy Tô Minh ngồi không xa, ha ha, ngươi đến rồi. Hổ tử cười ngây ngô, gãi đầu, cầm lấy bình rượu bên cạnh lại uống một ngụm, ngủ một giấc này thật sướng, con bà nó, xem coi ngươi còn dám không nghe lời không. Hổ tử đặt bình rượu xuống, nhìn người thực vật, vung tay đánh, còn ngủ nữa, tỉnh cho hổ gia gia ta coi, người thực vật bị đánh mạnh, thân thể rung lên, mở mắt ra. Đập vào mắt là cái đầu đột nhiên vươn tới trước mặt, hổ tử hung ác nhìn mình. Khi thấy hổ tử thì người gã rung bần bật, mắt lộ phẫn nộ và sợ hãi xen lẫn vào nhau. Hừ hừ, sao hả, ngủ chung với hổ gia gia ngươi có cảm giác như thế nào? Hổ tử biểu tình đắc ý, trục đầu lại, tay phải vỗ đầu người thực vật. Ngay lúc hổ tử xoay người thì người thực vật đã thấy Tô Minh ở một bên bình tĩnh nhìn mình. Khoảnh khắc thấy Tô Minh, trong mắt gã lộ ra phức tạp, sự phức tạp đó có thể hiểu là bất đắc dĩ, hối hận, còn có cảm thán và bực tức, tam sư huynh, người này là tô minh bình tĩnh nhìn người thực vật từ mắt đối phương hắn thấy sự phức tạp kia thầm ngạc nhiên a à, ngươi không biết cũng đúng lúc trước ngươi đang cảm ngộ người này tên là tử xa chính là một tên rất lợi hại lúc ngươi bế quan hắn định làm hại ngươi kết quả xui xẻo không nên đánh vỡ hồ lô của ta càng không nên dẫm lên hoa cỏ của nhị sư huynh cuối cùng bị nhị sư huynh trói lại nói là tặng cho chúng ta hổ tử cười ha ha biểu tình đắc ý đứng dậy mạnh vỗ vào đầu tử xa phát ra một tiếng bốt tử xa đã quen bị hổ tử đánh nhưng bây giờ trước mặt tô minh bị đập thì trong lòng càng dấy lên tức giận theo gã thấy thì nếu không có tạo hóa thủ khủng bố tô minh này cũng thế hổ tử cũng vậy đối phải ngẩng đầu nhìn gã nhưng hôm nay ô! tô minh vẻ mặt bình thản hắn chính là vật sống mà nhị sư huynh nói phải không tô minh chậm rãi nói a à, nhị sư huynh đã nói với ngươi rồi không sai, hắn chính là vật sống. Nhưng tiểu sư đệ đừng dành với ta, ta còn chưa chơi đủ, chờ ta mang hắn vào mộng mấy lần nữa rồi ném cho ngươi giải quyết. Con bà nó, ai kêu ngươi đánh vỡ tiểu hồ lô của ta? Hổ tử hung giữ trừng từ xa, định giơ tay lên, tam sư huynh, đợi chút đã, ta có một vài vấn đề muốn hỏi hắn. Tô Minh đứng dậy đi hướng tử xa, hắn đứng trước mặt gã, nhìn người toàn thân mọc đầy thực vật, tử xa lạnh lùng nhìn Tô Minh, trong mắt dần nổi lên kinh thường. Dù bây giờ gã bị bắt, còn bị hổ tử nhục nhã, nhưng gã là cường giả, có sự kiêu ngạo của mình. Đặc biệt là theo gã thấy thì Tô Minh rõ ràng là người yếu nhất, tự con kiến vậy, dù con voi có bị trói thì khi đối mặt con kiến sẽ vĩnh viễn không cúi người. Ta vừa mới đến thiên hàng tông, vốn không nên bị nhiều người nhớ kỹ. Ngươi đến cửu phong tìm ta, chắc là tư mã tính kêu đến chứ gì. Tô Minh ngồi sổng xuống nhìn tử xa, bình tĩnh nói tử xa ánh mắt lạnh lẽo, vẫn đầy khinh thường, như không nghe thấy lời tô minh. Tam sư huynh, tu vi của người này bị nhị sư huynh phong cỡ bao nhiêu? Tô minh sắc mặt như thường, nhẹ giọng hỏi, bị phong hết, chờ chúng ta chơi đủ thì để nhị sư huynh mở ra một chút, như vậy mới thú vị. Hổ tử xoa tay, mắt lộ hưng phấn, dường như từng có kinh nghiệm giống vậy, nghe lời của hổ tử, tử xa biến sắc mặt, nhưng cắn răng giả bộ trấn tĩnh chỉ là từ ánh mắt gã nhìn hướng hổ tử tô minh có thể cảm nhận được đối phương sợ hổ tử nhưng rõ ràng gã không sợ mình tài liệu hiếm có thế này không thể lãng phí tô minh nhìn tử xa mỉm cười nụ cười kia rất nhẹ tựa gió thổi thoạt trông không có lực sát thương nhưng lời nói rơi vào tai tử xa lại khiến tim gã đập nhanh hai chữ tài liệu tử xa không biết vì sao cảm thấy tô minh trước mắt mình trong nụ cười nhẹ kia chất chứa dữ tợn và đáng sợ hơn xa hổ tử nhiều. Tô Minh mỉm cười cho tử xa cảm giác dựng tóc gáy, điều này khác với lúc gã đối mặt hổ tử. Trong mắt gã, hổ tử hành động chỉ cần nhìn liền đoán được, tuy nói sợ nhưng chỉ là e ngại trong mộng hung ác, kỳ thật trong lòng gã vẫn xem thường. Mà Tô Minh này cho gã cảm nhận hoàn toàn khác, gã không đoán được đối phương định làm gì, đầu không ngừng vang vọng hai chữ tài liệu, càng nghĩ càng kinh sợ.